Tiên nghịch tập 106 Viêm Lôi Tử tái hiện, chúc bạn xem video vui vẻ tại kênh Kỳ Quy Chuyện nhé. Tuy nhiên, lão tổ huyết thần tử của Diêu gia, khi ban ra thiên không lệnh đã từng nói, việc giết Hứa Mộc cần huy động toàn bộ lực lượng của Diêu gia là sự tình quan trọng bậc nhất của gia tộc. Điều này mới là nguyên nhân khiến cho Diêu Băng Vân ra tay, "Muội muội, ta nhất định sẽ cứu ngươi." Diêu Băng Vân mất máy môi, bóng dáng biến mất tại chỗ, dung nhập với thiên địa, tiếp tục đuổi theo. Trong thời gian 10 ngày này, tin tức Hứa Mộc xuất hiện đã nhanh trong được truyền đi nhất là việc mấy gia tộc cùng liên hợp, hình thành một đoàn 28 người ngăn chặn, bị hứa mộc giết mất 26 người, chỉ có hai người là chạy thoát. Sự kiện này lập tức tạo ra một hồi sóng to gió lớn. Một số người liên quan đến những tu sĩ tử vong liền liên tưởng tới những điều đồn đại về đủ loại hành vi của hứa mộc ở lôi chi tiên giới. Càng làm cho người ta chấn động là trong số 28 người này thì có tới 3 người có tu vi dương thật, 9 người có tu vi âm hư, 16 người là vấn đỉnh đại viên mãn. Loại đội ngũ này không ngờ còn bị hứa mộc dễ dàng tiêu diệt hai người may mắn sống sót kia một người sau khi trở về tu chân tinh của mình thì lập tức tuyên bố cuộc đời này sẽ không tham dự vào chuyện giữa hứa mộc và diêu gia nữa còn người kia cũng là dương thật tu sĩ người này còn chật vật hơn nguyên thần bị hao tổn sau khi về tới gia tộc lập tức bế quan đồng thời tuyên bố ra những lời tương tự không tham gia vào việc này nữa một loạt sự tình này khiến cái tên hứa mộc được khắc sâu vào trong trí nhớ của những tu sĩ trong la thiên tình vực gần như cùng lúc đó trong thế hệ thứ ba của diêu gia khuy niết sơ kỳ diêu trường đông lại chết trong tay của hứa mộc sau khi không biết bị người nào truyền ra, chuyện này đã như một cơn gió lốc quét ngang cả La Thiên tinh vực, thiên khung lệnh của Diêu gia, người đổi giết lại bị giết, điều này không thể nghi ngờ đã khiến cho tất cả tu sĩ khiếp sợ, đối với cái tên Hứa Mộc lại càng thêm nhiều kỹ, đồng dạng, phản ứng Diêu gia đối với việc này cũng cực kỳ nhanh chóng, phần đông tộc nhân đều liên hệ với các tu chân gia tộc khác tập hợp lại, hướng về La Thiên tinh vực, số lượng những người này nhiều lắm, gần như hình thành một phòng tuyến phong tỏa, không ngừng chặt chẽ vây lại, giờ phút này Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, không ngừng dung nhập vào trong thiên địa, nhưng hắn không di chuyển trong phạm vi lớn mà tìm cách bỏ rơi người đồng dạng cũng có thể dung hợp với thiên địa đuổi theo phía sau. Hắn tuy chưa từng gặp qua người truy kích này, nhưng có cảm giác hận đến tận xương tủy. Vương Lâm đơn giản chỉ dung nhập vào với thiên địa, không thoát ra ngoài mà không ngừng biến ảo phương vị. Do đó, chính là đang tranh tài với nhau về khả năng cảm ngộ thiên đạo. Ai cảm ngộ sâu sắc hơn thì dung nhập với thiên địa thời gian lâu hơn. Một khi đối phương theo thiên địa đi ra trước thì Vương Lâm tự nhiên sẽ nắm giữ chủ động, không cho đối phương nhận biết được phương vị của mình vương lâm trải qua viêm lôi tử dung thân trong hoàn cảnh đó nguyên thần và thân thể dung nhập vào thiên địa trong thời gian dài lúc này đây hắn cắn răng cố gắng tồn tại trong trạng thái dung nhập với thiên địa thời gian chậm rãi trôi qua diêu băng vân dù cảm ngộ thiên địa cũng khá sâu sắc nhưng không từng trải qua như vương lâm đến ngày thứ sáu thì rốt cục nàng không nhẫn nại được nữa thân mình nàng từ trong hư không xuất hiện trở lại nháy mắt khi thân mình của nàng xuất hiện thần thức dung nhập vào thiên địa mơ hồ đã mất đi khả năng tập trung vào vương lâm sắc mặt của diêu băng vân bình tĩnh ngọc thủ vỗ lên túi chữ vật lập tức một cái tiểu kính xuất hiện trong tay tay trái nàng bấm quyết như đang thôi diễn cầm lấy tiểu hương nghỉ ngơi một lát rồi lại dung nhập vào với thiên địa trong một tinh cầu hoang phế nơi giao nhau giữa la thiên tây vực và bắc vực bóng dáng vương lâm trở hiện ra sắc mặt hắn đã không còn chút huyết sắc dù sao trước đó hắn đã bị thương lại trải qua hơn 10 ngày chạy trốn hơn nữa dung nhập với thiên địa trong thời gian dài khiến cho thương thế quá nặng giờ phút này ánh mắt hắn chợt lóe lên sau khi xác định kẻ truy đuổi đã bị bỏ rơi mới thở vào một hơi lúc này diêu gia tất nhiên đã triển khai hành động từ nay về sau sợ là rất khó hành tàu thân mình vương lâm nhoáng lên một cái đi thẳng tới tinh cầu bảo hoang kia tinh cầu này không có linh lực nơi nơi đều là những đống hoang tàn hiển nhiên không biết bao nhiêu năm trước nơi này cũng từng có một thời huy hoàng trong tu chân tinh này vương lâm tìm được một thung lũng rồi ngồi xuống sau đó hắn vỗ túi chữ vật lập tức tôn hồn lôi bay ra hóa thành một màn xương đen tràn ngập xung quanh hắn lại đánh ra một loạt cấm chế rồi mới nhắm hai mắt lại bắt đầu thổ nạp phía sau hắn từ trong hư ảnh tháp sơn đi ra khoanh chân ngồi một bên cánh tay phải của tháp sơn đã bị vỡ vụn thân mình có nhiều vết thương thần thái rất uể oải vương lâm biết thời gian cấp bách phải nhanh chóng chữa thương để điều chỉnh trạng thái của bản thân đạt tới đỉnh thì mới có thể còn đường sống hết sức thổ nạp vương lâm nâng tay phải lên chụp một cái vào màn xương đen do tôn hồn phiên biến thành lập tức liền có một nguyên thần âm hư rơi vào trong tay không đợi đối phương cầu xin tha thứ hắn bóp mạnh nó liền hóa thành một đoàn nguyên lực bị hắn nuốt vào một lát sau ánh mắt vương lâm chợt lé lên lại chụp một nguyên thần khác rồi nuốt vào trong miệng vận chuyển linh lực trong cơ thể không ngừng hấp thu sáu canh giờ sau vương lâm đã liên tiếp nuốt vào bốn nguyên thần một cỗ nguyên lực mênh mông cuồn cuộn tràn ngập trong cơ thể vương lâm hắn mở chừng hai mắt ra lộ ra hàn mang tay phải chụp vào trong ngực nhiều túi chữ vật liền xuất hiện những túi chữ vật này đều là từ hai mươi sáu người bị vương lâm giết chết trước đó lúc này vương lâm không chút nghĩ ngợi lần lượt hủy đi thần thức lạc ấn, lấy ra tất cả pháp bảo bên trong, bóp nát hết, hóa thành dung dịch sau đó tiến vào trong thân thể của Thác Sơn, trong những túi chữ vật của những người này, gần như có đủ các loại pháp bảo, giờ phút này toàn bộ bị Vương Lâm phá hủy, không ngừng tu bổ thân thể Thác Sơn, lại qua hai ngày, xương cốt toàn thân của Thác Sơn đã khôi phục, tuy còn chút ế oải nhưng đã không còn ngại gì nữa, trong mắt của Vương Lâm sát khí chợt lóe lên, cả người bay lên, Thác Sơn theo sát phía sau, hóa thành hư ảnh dung nhập vào phía sau Vương Lâm đồng thời với việc thân mình của vương lâm bay lên tay phải hắn chụp một cái xuống phía dưới lập tức màn xương đen ngưng tụ lại hóa thành một thanh đại phiên bị vương lâm nắm trong tay rung lên rồi thu vào trong túi chữ vật đúng lúc này ở bên ngoài tù chân tinh nơi vương lâm chữa thương thân ảnh của diêu băng vân biến ảo ra vẻ mặt của nàng lạnh như băng tiểu kính trên tay phải lật lên xuất hiện trong mặt kính chính là hình ảnh vương lâm vừa từ trên mặt đất nhảy lên thần sắc của nàng lạnh lùng nâng ngọc thủ lên ngón trọ ấn về phía mặt kính nhưng nháy mắt ngay khi tay nàng ấn xuống, mặt kính kia cũng lập tức vỡ vụn, ẩm lên một tiếng, một cỗ sát khí từ tu chân tinh lao ra, trung tâm cỗ sát khí này chính là Vương Lâm, cả người hắn như một thanh lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm ra, bên người hắn tràn ngập lôi cầu màu tím, hóa thành những tiếng sấm ầm ầm khiến cho tốc độ của Vương Lâm càng nhanh hơn, gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã ra khỏi tu chân tinh kia, lao thẳng tới Diêu Băng Vân, thần sắc của Diêu Băng Vân vẫn bình tĩnh như cũ, nàng lạnh lùng nhìn vương lâm đang nhanh chóng lao về phía mình rồi nâng ngọc thủ lên chỉ về phía trước lập tức một đạo bông tuyết màu lam ngưng tụ trên ngón tay này nhè nhè phát ra hàn khí băng phá diêu băng vân hạ giọng nói một chỉ băng phá lập tức một cỗ hàn khí điên cuồng tràn ngập bốn phía từng trận âm thanh ca ca quanh quẩn thiên địa bắt đầu từ ngón tay của diêu băng vân một phiến tinh không phía trước phút chốc đã lập tức biến thành một mảnh băng phong nhanh chóng lan tràn ra đồng tử trong hai mắt của vương lâm co rụt lại nhưng không lui về phía sau mà lúc này đây lôi cầu toàn thân mạnh mẽ lao ra, va chạm với băng phong đang lan tràn gào rít sông tới. Âm, um, âm, um, âm, um, liên tiếp những tiếng long trời lở đất vang lên, tất cả lôi cầu của Vương Lâm hoàn toàn sụp đổ, băng phong đang ập đến cũng chậm lại một chút. Đúng lúc này, hư ảnh phía sau Vương Lâm bỗng nhoáng lên, Tháp Sơn bước ra một bước, quyền trái không bị thương không chút do dự đánh mạnh vào băng phong kia, cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm lại nâng lên, hô phong thuật khoảnh khắc tràn ngập, hình thành một cỗ hắc phong, Hướng thẳng về Diêu Băng Vân đang ở cự ly gần, đối với kẻ thù, Vương Lâm luôn tâm ngoan thủ lạt, bất kể là nam hay nữ, hắc phong gào rít, lúc cuốn tới liền khiến cho băng phong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan, một quyền của Tháp Sơn, từ trong đống băng tán loạn kia trực tiếp đánh thẳng về phía Diêu Băng Vân, thần sắc của Diêu Băng Vân vẫn lạnh lùng như trước, không có nửa điểm ba động, nháy mắt khi Tháp Sơn đánh đến, nàng há mồm, phun nhẹ ra, huyết băng, toàn thân của Tháp Sơn bỗng nhiên chấn động, một tảng lớn máu tươi phút chốc từ trong cơ thể phun ra, hình thành một mảnh xương máu bên ngoài thân thể, một quyền này căn bản không thể đánh ra, lập tức thân mình bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ công kích, đánh lui về phía sau, nhanh chóng quay về trong hư ảnh sau lưng Vương Lâm, nháy mắt này, Vương Lâm cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, lực lượng này là một loại dao động nào đó, không ngờ khiến cho máu huyết toàn thân hắn nhanh chóng lưu chuyển, phảng phất như sôi trào lên, phải thoát ra khỏi thân thể, sát khí trong mắt chợt lóe lên tay phải vương lâm nắm chặt hắc phong do hô phong thuật tạo ra đang quét ra bốn phía bỗng nhiên hưng tụ hóa thành một đầu hắc long còn hắc long này gầm lên há mồm rộng ra lập tức một cỗ âm phong khổng lồ lao thẳng về phía diêu băng vân lần đầu tiên sắc mặt của diêu băng vân khẽ biến nhìn chằm chằm vào hắc long kia hai tay lập tức bấm quyết đúng lúc đó thân mình vương lâm cũng đột nhiên lui lai cả người dung nhập vào trong thiên địa đối phương cũng có thể dung hợp với thiên địa nên loại phương thức chiến đấu như trước đây cũng không có chút tác dụng nào đối với nữ tử này ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ quyết đoán hắn không thể đánh lại nữ tử này vậy nên đơn giản là cần phải nhanh chóng bỏ chạy dưới chân vương lâm xuất hiện gợn sóng bóng dáng lập tức biến mất siêu băng vân đang muốn đuổi theo nhưng âm phong do hắc long tạo ra cũng ngoài dự kiến của nàng dù là dung nhập vào trong thiên địa cũng không thể né tránh được hàn khí trên mặt siêu băng vân dày đặc hai tay bấm quyết lập tức trước hai tay này xuất hiện một nguyên đan màu lam nguyên đan này lóe lên ánh sáng rất rực rỡ và đẹp mắt sau khi nó xuất hiện liền nhanh đón âm phong từng âm thanh răng rắc vang lên, âm phong tiêu tán, chỉ có điều nhan sắc của nguyên đan màu xanh kia cũng nhạt xuống, phảng phất như mất đi vẻ sống động. Sắc mặt của Diêu Băng Vân âm trầm, nắm lấy nguyên đan màu lam, nhìn xa xa về phương hướng Vương Lâm biến mất, nhoáng lên cái, lại tiếp tục đuổi theo. Từ khi nàng xuất đạo tới nay vẫn chưa từng gặp được nhân vật khó chơi nào như thế này, truy kích như thế mà không ngờ vẫn không thể lưu đối phương lại. Lúc này đây vẻ mặt Diêu Băng Vân lạnh như băng, thần thức dung nhập vào trong thiên địa rồi tản ra, tìm kiếm dao động sau khi dung nhập vào trong thiên địa vương lâm đi thẳng về hướng la thiên bắc vực trong lòng hắn đã hoạch định ra một đại kế bên trong giao giới giữa la thiên tây vực và bắc vực có một giải ngân hà xuyên qua nơi này liền có thể đi vào bắc vực nhưng lúc này đây bên ngoài thiên hà này có vô số tu sĩ hợp lại với nhau đều hướng về la thiên tây vực đi tới không phải chỉ mỗi nơi này lúc này trong toàn bộ la thiên tây vực tụ tập rất nhiều tu sĩ bên trong đám tu sĩ này Ngoài trừ tộc nhân của Diêu gia thì tuyệt đại bộ phận chính là những tu sĩ từ các tu chân gia tộc do Diêu gia liên hệ mời tới, trong đó, tu sĩ bản địa của La Thiên Tây vực chiếm hơn phân nửa. Những người này nhận định Vương Lâm phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây tự nhiên không lo lắng bị trả thù, đều xuất động nhằm đoạt trọng thưởng của Diêu gia thực tế thì chân chính là tộc nhân của Diêu gia cũng không phải nhiều. Diêu gia, Vương Lâm cắn răng, xoay người về phía sau rồi nhoáng lên một cái, lại biến mất. Đúng lúc này, bỗng nhiên có vài đạo thần thức điên cuồng quét tới, trong đó, một đạo thần thức không chút do dự lập tức làm nhiễu thiên địa nguyên lực bốn phía đúng lúc này xa xa vang lên một tiếng gà thét đại lượng tu sĩ điên cuồng vọt tới thiên địa nguyên lực bị quấy nhiếu thân mình phương lâm nhoáng lên một cái đã phải hiện thân ở nghìn trượng bên ngoài thần sắc của hắn càng thêm âm trầm nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy hứa mộc hắn ở chỗ này hứa mộc hắn ở đây giết hứa mộc hắn chính là hứa mộc những tiếng hét lớn từ bốn phương tám hướng chuyển đến một đám tu sĩ với đủ sắc phục đều triển khai tốc độ vọt tới trong số những người này buồn cười nhất chính là những tộc nhân của diêu gia lại ở lại phía sau lạnh lùng quan khán cảnh tượng trước mặt không thể nói rõ là ai thông minh hơn ai dưới suy nghĩ của diêu gia dùng lợi ích để trao đổi khiến cho một số tu chân gia tộc trợ chiến có thể thu hút được rất nhiều thế lực dưới suy tính của những tu chân gia tộc này cũng thế nếu rất nhiều tu chân gia tộc đã xuất động tên hứa mộc này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ chỉ cần xuất chiến là có thể đạt được lợi ích nhưng nếu có thể giết được tên hứa mộc kia thì lợi ích lại càng lớn do đó vì sao không ra tay thân mình của vương lâm không ngừng lùi lại phía sau gợn sóng dưới chân lại xuất hiện hình thành một mảng dao động ánh mắt của hắn lạnh lùng mang theo hàn quang đảo qua những người đang đuổi giết mình phía trước ghi nhớ thật sâu bộ dáng của bọn họ khoảnh khắc khi các loại thần thông và pháp bảo của đám tu sĩ này đánh tới vương lâm bước ra một bước biến mất tại chỗ dung nhập vào trong thiên địa dù thiên địa lực ở phía trước vạn vẹo nhưng vương lâm không tiến về phía trước mà lại lui ra say nên sự quấy nhiễu kia cũng không ảnh hưởng nhiều lắm dư ra các ngươi đã triển khai hành động như thế này thì vương mỗ mà không đáp trả thích đáng thì cũng thẹn với danh xưng hai chữ nghịch tu còn có những gia tộc trợ giúp diêu gia nếu không có những người vây công do có giải thưởng của diêu gia thì chỉ bằng và tộc nhân của diêu gia cũng không thể hình thành thế vây công như thế này được vương lâm mang theo vẻ cười lạnh biến mất những tu sĩ đang tiến đến nhìn thấy biểu tình của vương lâm có người trái tim cũng lập tức trở nên băng hàn loại vẻ mặt này ẩn chứa sát khí nồng đậm chỉ đại biểu cho một việc vương lâm sẽ đại khai sát giới đám người các ngươi đã muốn phong tỏa thì hãy đến đây đi vương lâm dung nhập vào thiên địa lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau trong quá trình này khí thức của diêu băng vân lập tức tập trung tới hắn sát khí trong mắt vương lâm lóe lên không chút dừng lại ở một nơi nào đó trong tinh không của la thiên tây vực bóng dáng của hắn biến ảo ra phía trước hắn có một tu chân tinh vương lâm không biết tên gọi của nó là gì nhưng sau khi xuất hiện cũng tiến tới vào trong đó thần thức của hắn đảo qua phát hiện trên tù chân tinh này không ngờ không có một tu sĩ nào tu vi trên vấn đỉnh kỳ đại viên mãn cả đây là một dấu hiệu quá rõ ràng với mức độ linh khí trên tù chân tinh này tuyệt đối không thể không có tu sĩ tu vi từ âm hư trở lên những người này tất nhiên đã tham gia vào đội hình đuổi giết mình thực tế thì phán đoán của vương lâm cực kỳ chính xác tại thời điểm này nếu trên một tù chân tinh mà đại lượng tu sĩ có tu vi từ âm hư trở lên vắng mặt thì chỉ có một đáp án ấy sát khí tràn ngập đôi mắt vương lâm phàm là những tu sĩ cảnh giới từ anh biến trở lên chỉ cần hắn phát hiện ra liền không chút do dự bắn ra một chỉ tham dự chuyện giữa ta và diêu gia thì phải có tâm tư mà lo lắng việc ta trả thù nếu không đem những tu chân gia tộc này tiêu diệt thì sợ rằng sẽ ngày càng có nhiều tu chân gia tộc tham gia vào chuyện này phương pháp duy nhất để giải quyết sự tình này đó là chấm nhiếp mà sự chấm nhiếp hiệu quả nhất đó chính là đổ tinh hai mắt vương lâm bắn ra sát khí hắn vốn không phải là người thiện lương gì lúc này lại bị diêu gia và những tu chân gia tộc kia bức cho không thể rời khỏi la thiên tây vực ngoài ra dưới sự vây công của rất nhiều tu sĩ, phạm vi hoạt động của hắn chỉ sợ là đã ngày càng ít, nếu không tàn nhẫn một chút thì sợ là chỉ có thể ngồi đó mà chờ chết. Càng làm cho Vương Lâm thêm lo lắng đó chính là những cao thủ cực kỳ cường đại trong Diêu gia, những tu sĩ đại thần thông đã bước vào tịnh niết kỳ, chỉ sợ là những người này sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ cần một người đến, Vương Lâm đều không thể chống cự. Đông Lâm Tinh ở La Thiên Tinh vực vì sao thanh danh hiển hách như thế, làm cho người ta khi nghe đến đều tâm thần kịch chấn, không dám trêu chọc bởi vì mỗi một đại truyền nhân của đông lâm tinh xuất hiện phàm là có người trêu chọc tất nhiên sẽ bị đồ tinh lấy máu tanh để trả giá mới có thể khiến cho mọi người nhớ kỹ vốn vương lâm không muốn làm như thế nhưng lúc này đây hắn cũng là bị bắt buộc chỉ có thể như thế chỉ có biện pháp này mới khiến cho tuyệt đại đa số những tu chân gia tộc tham dự việc này thối lui không có chút âm thanh thê thảm nào truyền ra vương lâm như hóa thành một cỗ lốc xoáy đoạt mạng quét ngang qua cả tu chân tinh này chỉ không đến nửa nén hương thời gian hắn nhoáng lên một cái dung nhập vào thiên địa biến mất chỉ để lại một tu chân tinh máu chảy thành sông không còn có một tu sĩ nào có tu vi tự anh biến kỷ trở lên nữa về phần phàm nhân vương lâm không chút thương tổn thậm chí những tu sĩ giới hóa thần vương lâm biết không đủ tư cách để tham dự việc này nên cũng không ra tay trước khi hắn đi tay phải hắn nâng lên hướng về mặt đất cách không ấn một cái sau một tiếng chấn động kịch liệt trên mặt đất đã xuất hiện hai chữ thật to, hứa mộc sau khi vương lâm rời khỏi lập tức từ trong hư không xuất hiện sóng gợn siêu băng vẫn bước ra sau khi liếc mắt liền thấy hết cảnh tượng trên tù chân tinh này sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm sát khí lóe lên trong ánh mắt ngoáng lên một cái lại tiếp tục đuổi theo hai mắt của vương lâm đỏ bừng trong la thiên tây vực không ngừng hiện thân mỗi lần xuất hiện bên cạnh tất nhiên sẽ có một tù chân tinh nếu trên đó có âm hư tu sĩ thì liền lập tức xoay người rời đi nhưng nếu gặp được tu chân tinh nào mà không có âm hư tu sĩ tồn tại hiển nhiên đã tham gia vào đội ngũ những người đổi giết thì hắn sẽ triển khai một hồi đồ tinh đây là do các ngươi bức ta không hoán không thù các ngươi vì thù lao của diêu gia liền đuổi giết ta bởi vì nguyên nhân này ta đồ tinh chỉ là hậu quả mà thôi người có nhân quả tự nhập luân hồi vương lâm cũng không hiếu sát nhưng lúc này đây bị bắt buộc cũng không thể không thế được ngắn ngủi chỉ trong 30 ngày một cơn gió tanh mơ máu đã quét ngang toàn bộ la thiên tới vực sự kiện long trời là đất khiến cho tất cả tu sĩ lâm vào phẫn nộ nhưng cũng khiến cho mọi người cực kỳ kinh sợ này điên cuồng truyền ra hơn mười cái tu chân tinh tất cả các tu sĩ có tu vi tự anh biến trở lên đều bị giết khiến cho máu chảy thành sông chỉ để lại hai chữ hớ mộc thật lớn, khắc sâu trên mặt đất, đây là một sự báo thù tàn bạo, sự trả thù triệt để đối với tất cả những người tham gia đuổi giết Vương Lâm, loại hành vi này là con đường của ma đạo, ma đạo tử, danh hiệu này không biết xuất phát từ người nào, đặt cho Vương Lâm, tham dự chuyện giữa ta và Diêu gia, nhất định phải trả giá, sự trả thù tàn bạo này vẫn không ngừng, sau mỗi lần như thế, những gì để lại trên mặt đất khiến cho cả đám tu chân gia tộc đuổi giết Vương Lâm đều rung động tâm thần đối phương không giết hết những tu sĩ tu vi dưới anh biến kỳ là để lại một con đường sống nhưng hàm nghĩa đằng sau những mỏ vanh này không cần nói cũng đã rõ nếu còn tham gia vào việc này người chết còn là những tu sĩ dưới anh biến kỳ vô số cơn lốc vẫn nộ lập tức bùng đổ những tu sĩ của những gia tộc bị đồ tinh dường như phát điên không chút lùi bước thể phải tìm được hứa mộc để báo thù nhưng đa phần là những tu chân gia tộc cũng trở nên do dự nhất là những tu chân gia tộc vốn cư ngụ ở trong la thiên tây vực cũng không biết là bắt đầu từ ai những người tham gia vây công đã có người rời khỏi nhanh chóng chạy về tinh cầu của mình. Trong thời gian ngắn, tuyến phong tỏa khắp La Thiên Tây Vực đã thưa thớt đi rất nhiều. Phần đông những tu chân gia tộc dưới sự trả thù đầy máu tanh của Vương Lâm, sau khi cân nhắc đã lựa chọn lùi bước. Dù sao chỉ vì một ít lợi ích từ Diêu gia cũng không đáng phải khiến cho tiểu bối đệ tử trong gia tộc gặp phải tai họa ngập đầu như thế. Việc này vượt qua giới hạn của bọn họ. Hơn nữa, trọng yếu là thủ đoạn của Vương Lâm khiến cho những tu sĩ trong La Thiên Tây Vực vốn lấy lợi ích của gia tộc làm cơ bản, đáy lòng đều sinh ra hàn lý bọn họ đã cảm nhận được sự điên cuồng của Vương Lâm, biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì không biết đến cuối cùng hắn sẽ còn làm ra sự tình đến cái dạng gì nữa. Ngoại trừ những tu chân gia tộc của La Thiên Tây Vực, người của ba vực khác đều trở nên do dự, nhưng cũng không nhiều tu sĩ rời khỏi, nơi cư ngụ của gia tộc bọn họ cũng không ở trong La Thiên Tây Vực này, trong khi tên hứa mộc này lần này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đây chỉ là sự dãy dụa trước khi chết mà thôi, người này dù cho dãy dụa điên cuồng hơn nữa cũng chỉ có thể ở bên trong la thiên tây vực này mà thôi hắn không thể rời đi, tự nhiên chưa cần nói tới cơ hội trả thù. Tuy như thế nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận được bên trong La Thiên Tây Vực, áp lực từ tuyến phong tỏa này cũng đã giảm đi rất nhiều. Chẳng qua, mấy ngày gần đây, nữ tử có thể dung nhập vào thiên địa kia cũng truy kích ngày càng gần, thậm chí có tới vài lần đã suýt nữa thì đuổi kịp hắn. Vương Lâm trao mày, đối phương truy kích rất gắt cao, hơn nữa phạm vi di chuyển của Vương Lâm trong La Thiên Tây Vực này cũng nhanh chóng bị co rút lại, do đó, nếu không tìm được biện pháp để thoát ra thì sẽ rất nguy hiểm bên trong tinh không bóng dáng của vương lâm biến ảo ra hắn cau mày sát khí trong mắt hắn ngưng tụ từ mấy ngày nay đã cực kỳ nồng đậm phảng phất như có thể hóa thành thực chất vậy nữ tử truy kích ta tu vi ít nhất đã đạt tới khuy niết trung kỳ với tu vi hiện tại của ta không thể giết được thật sự phiền phức tinh quang trong mắt vương lâm chợt lóe lên thân mình hắn nhoáng lên một cái đã biến mất tại chỗ bóng dáng của hắn vừa mới biến mất lập tức diêu băng vân mang theo sát khí từ trong hư không bước ra sau khi xuất hiện mắt phượng nhìn về phía xa xa âm thanh lạnh lùng nói. Người chạy không thoát đâu, nàng bước ra một bước, lại dung nhập vào thiên địa, tiếp tục truy kích. Vương Lâm lúc này dung nhập vào trong thiên địa cũng mang theo suy tính làm sao mà thoát khỏi Diêu Băng Vân, con nữ tử này truy kích phía sau, hắn căn bản là không thể thoát khỏi. Với phương thức dung nhập thiên địa trong thời gian dài, tổn hại bản thân, Vương Lâm hốt cục lần nữa khiến cho sự tập trung của Diêu Băng Vân mất đi hiệu lực, chẳng qua điều này cũng tiêu hao mất 3 ngày thời gian. 3 ngày này, tuyến phong tỏa La Thiên Tây vực do đám tu sĩ tạo thành càng thêm co rút lại, dường như không ngừng nhỏ lại một cỗ sát khí nồng đậm ngưng tụ bên trong tuyến phong tỏa này sát khí này cực kỳ nồng đậm gần như hình thành một hồi gió lốc cuộn lên cả bụi bặm trong tinh không tạm thời thoát khỏi sự tập trung của diêu băng vân thân mình vương lâm nhoáng lên xuất hiện ở bên cạnh một tu chân tinh không có chút sinh mạng nào sau khi cẩn thận tra xét tu chân tinh này ánh mắt vương lâm lóe ra tinh quang lẩm bẩm lựa chọn nó vậy vương lâm biết thời gian gấp gáp nữ tử truy kích mình ngoại trừ có thể dung nhập vào trong thiên địa thì còn có một loại phương pháp thôi diễn khác mà có thể tính ra phương vị của bản thân mình do đó hắn đoạt lấy thời cơ ngắn ngủi này hai tay bấm quyết một đạo nguyên lực dao động tản ra hóa thành vô số lạc ấn tiến vào trong tu chân tinh bảo hoàng này lạc ấn này sau khi tiến vào trong tu chân tinh lập tức lóe lên rồi biến mất thân mình của phương lâm cũng không dừng lại vòng quanh tu chân tinh này không đừng ấn hạ xuống lạc ấn một lúc lâu sau sắc mặt của hắn hơi tái nhợt thân mình bước ra một bước trực tiếp tiến vào tu chân tinh này. Trên tu chân tinh này đa phần là những đống hoang tàn, trên mặt đất có vô số khe nứt, sông hồ đã khô cạn, chứa đầy tử khí. Sau khi thân mình hạ xuống, hắn lập tức vỗ túi chữ vật, tôn hồn phiên liền xuất hiện trên tay. Sau khi rung lên, tôn hồn phiên hóa thành một màn xương đen phủ đầy trời. Bên trong màn xương đen, hồn phách của huyết tổ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tràn ngập vô số phong ấn. Xung quanh lão còn có vô số hồn phách. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, với tay phải ra, lập tức từ tôn hồn phiên rút ra một nguyên thần âm hư rồi bóp nát, sau đó nâng tay trái lên trực tiếp hạ một đạo lạc ấn thân mình nguyên thần âm hư hóa thành nguyên lực kia lập tức run lên, trong mắt lộ ra hàn mang đáng sợ, bị Vương Lâm ném đi, nguyên thần âm hư này dung nhập vào thiên địa biến mất, Vương Lâm hơi chút thở dốc, năm đó, khi Lý Nguyên sắp đi từng đem toàn bộ phá diệt cấm chế truyền thụ cho hắn, tuy không kế thừa phá diệt tâm cấm, không thể thi triển toàn bộ, uy lực không đạt tới cực hạn, nhưng trong đó cũng có một số cấm chế không cần tâm cấm cũng có thể thi triển, Cửu Tuyệt Tồn Thần Trận là một trong số đó, trong những cấm chế lý nguyên truyền thụ cho hắn, nó được xưng là một trong tam đại cấm chế cấm thuật, trận pháp này không cần phá diệt tâm cấm, nhưng cần rất nhiều nguyên thần, Lý Nguyên tuy biết trận pháp này nhưng yêu cầu của nó quá hà khắc, hắn cũng chưa từng bố trí được, sắc mặt của Vương Lâm hơi tái nhợt nhưng không dừng lại mà tiếp tục chụp lấy nguyên thần trong Tôn Hồn Phiên, nguyên thần âm hư không nhiều lắm, dù sao Tuyệt Đại Bộ Phận đều đã bị Phương Lâm cắn nuốt, hắn chỉ có thể lấy nguyên thần của vấn đỉnh kỳ sau khi không ngừng hạ những lạc ấn vương lâm thả chúng dung nhập vào trong thiên địa mấy canh giờ sau sắc mặt của vương lâm càng thêm tái nhợt ánh mắt hắn chợt lé lên nhìn chằm chằm vào nguyên thần của huyết tổ hơi do dự một chút rồi ánh mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán nâng tay phải lên trực tiếp chụp lấy sau khi lưu lại lạc ấn trên mi tâm hắn không còn ném ra mà vẫn để trong màn xương đen tôn hồn phiên thở sâu một hơi vương lâm không chút do dự không nghĩ ngợi nhiều liền trầm xuống chìm vào bên trong tu trần tinh này cả người hắn thu lại tất cả khí tức không lộ ra chút nào còn thi triển ẩn đặc thuật mà lý nguyên năm đó truyền thụ cho hắn ẩn đặc thuật này cực kỳ thần kỳ năm đó sau khi lý nguyên thi triển ra vương lâm không chút nào phát giác ra được chẳng qua pháp thuật này cần thiết phải có được phá diệt tâm cấm mới có thể hoàn thiện nếu không vẫn có khả năng bị người khác phát hiện ra đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước bị vây công vương lâm vẫn chưa thi triển ra hắn chìm vào trong tinh cầu này khoanh chân ngồi xuống sát khi hai mắt lẽ lên lẩm bẩm diêu ra còn có những tu chân gia tộc đuổi giết ta nữa vương mộ đã chuẩn bị cho các ngươi một phần đại lễ lúc này chẳng qua chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi trong tiếng cười lạnh vương lâm nhắm hai mắt lại cả người ẩn đi tất cả khí tức không lộ ra chút nào phảng phất như hợp nhất với toàn bộ tu chân tinh thời gian dần trôi qua ba ngày sau tuyến phong tỏa la thiên tây vực của đám tu sĩ không ngừng co rút lại người đầu tiên hướng về chỗ vương lâm đang ẩn thân là ba tu sĩ người đứng đầu chính là một nữ tử nàng đúng là siêu băng vân thần sắc lạnh như băng tay phải nàng bấm quyết như đang thôi diễn Ánh mắt dừng lại ở nơi tu chân tinh mà Vương Lâm đang ẩn thân, ánh mắt nàng lóe lên, thanh âm lạnh lùng nói: "Tên hứa mộc kia đang ở chỗ này, phía sau Diêu Băng Vân là hai tộc nhân của Diêu gia, một nam một nữ, đều mặc hoa phục." Lúc này, nam tử thần sắc tự nhiên, khẽ cười nói: "Người này sợ là biết chính mình không thể trốn thoát nên ở chỗ này bố trí một trận pháp gì đó." Thanh âm này nói xong, thân mình liền tiến tới phía trước một bước, đi thẳng về phía tu chân tinh kia, hai mày của Diêu Băng Vân nhíu lại, cũng bước tới, đi phía sau bọn họ một đám tu sĩ của các tu chân gia tộc đều triển mở tốc độ, hướng về tu chân tinh này bay tới, chẳng qua, bao gồm cả thanh niên kia, tất cả mọi người đều dừng lại bên ngoài tu chân tinh, không ai chân chính bước vào, các vị đạo hữu, còn mời các vị trợ giúp diêu gia ta đem tu chân tinh này hủy diệt, khi đó, dù hứa mộc có âm mưu quỷ kế gì thì cũng khiến hắn tan nát theo tu chân tinh này đi, thanh niên diêu gia kia khẽ mỉm cười, cao giọng nói, những tu sĩ của các tu chân gia tộc đều đồng ý, không chút do dự cùng nhau triển khai thần thông, công kích mãnh liệt vào tu chân tình này. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại nguyên lực thần thông tạo ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ công kích đều rơi vào trong tu chân tình này. Âm thanh ầm ầm quanh quẩn khắp thiên địa, tu chân tinh lập tức chấn động kịch liệt, từng tảng lớn đất đá bị bóc tách ra, dường như sắp sụp đổ. Diêu băng vân nhíu mày, nàng truy kích Vương Lâm đã nhiều ngày, biết rõ đối phương cực kỳ nhạy bén, quyết không thể lưu lại sơ hở lớn như thế này. Chỉ thấy tu chân tinh kia, dưới sự công kích của rất nhiều tu sĩ, từng mảng lớn đất đã bị đánh văng ra văng ra bốn phía giữa tinh không những khái nứt không chừng tràn ngập khắp cả tu chân tinh này cuối cùng khi thanh niên diêu ra kia triển mở diêu ra tiên thuật thì tu chân tinh tan nát lập tức rung động kịch liệt dao động dày đặc dần dần tàn ra từ xa đạo đạo kiếm quang gào rít đâm tới cũng có một đám tu sĩ của một tuyến phong tỏa khác tới đây những người này thấy cảnh tượng trước mắt cũng không nói lời vô nghĩa trực tiếp triển khai công kích tu chân tinh hoang phế này chân mày của diêu băng vân ngày càng nhíu chặt nàng vẫn cảm giác được việc này có chút không phù hợp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được nguyên nhân là gì. Vô số thần thông công kích khiến cho tu chân tinh kia sụp xuống từng tảng lớn, rất nhiều đá vụn văng ra khiến cho xung quanh nơi này gần như toàn bộ bị đá vụn xâm chiếm. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, một cỗ sóng gợn nồng đậm điên cuồng tản ra, tu chân tinh hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây, sự sụp đổ này chứa đầy lực lượng mang tính hủy diệt, hết thảy bên trong nháy mắt tan biến, những tảng lớn đá vụn mang theo lực trùng kích bắn ra bốn phía toàn bộ tu chân tinh sụp đổ khiến cho thiên địa lực xung quanh cực kỳ vạn vẹo tạo ra một cỗ sóng gợn từ khí dày đặc lúc này đây cùng với âm thanh kịch liệt vang lên lại có vô số đạo trường hồng bay tới đúng là lại thêm một loạt tu sĩ đến từ một tuyến phong tỏa khác cảm giác bất an trong lòng diêu băng vân càng lúc càng mãnh liệt nàng mạnh mẽ nhìn về bốn phía chỉ thấy nơi đây đã biến thành một mảnh thiên địa với đầy những mảnh vỡ trôi nổi tràn ngập cả phạm vi vạn trượng gần như vây lấy toàn bộ những tu sĩ có mặt nơi này không đúng diêu băng vân hai mắt ngưng trọng chuẩn bị nhắc nhở, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một khối đá vụn xa xa ngoài nhìn trượng bỗng nhiên tràn ra từ lôi lôi quang này phóng ra tiếp xúc với một khối đá vụn các đó không xa vẫn chưa chấm dứt chỉ trong một sát na chỉ thấy gần như trên tất cả những khối đá vụn này đều cùng có lôi điện lóe ra nháy mắt vô số đá vụn trong phạm vi vạn trượng lập tức bị điện quang nối liền với nhau từng trận bùm bùm vang vọng bên trong phạm vi này hình thành một đạo điện quang phong tỏa hết thảy những điều này hình thành chỉ trong nháy mắt nhanh đến độ không thể tin được gần như những tu sĩ xung quanh vừa mới phát hiện ra thì đã lập tức thành hình cùng lúc đó ở trên một khối đã vụn tản mát ra một cỗ dao động có tu vi âm hư nháy mắt khi cỗ dao động này xuất hiện mảnh vỡ này sinh ra một tiếng ầm lớn rồi sụp đổ một lực lượng phảng phất như của một tu sĩ âm hư tự bạo hình thành một cỗ trùng kích thật lớn khiến cho những tu sĩ xung quanh mảnh vỡ này tu sĩ có tu vi dưới âm hư đều bị trọng thương thậm chí có hai người trực tiếp phun ra máu tươi đôi mắt lập tức trở nên ảm đạm một mảnh vỡ tự bạo dường như là một tín hiệu ngay sau đó rất nhiều mảnh vỡ cũng lục tục sụp đổ cuối cùng trong phạm vi vạn trượng này tất cả mảnh vỡ đều tự bạo hình thành một lực lượng điên cuồng trùng kích trong khu vực này những âm thanh gầm giống không ngừng vang lên những tu sĩ vây quanh đều triển khai thần thông chống cự với phong bạo đồng thời nhanh chóng lao ra ngoài chỉ có điều lực lượng tự bạo này xuất hiện liên tiếp nhau dung hợp với nhau do đó cực kỳ mạnh mẽ dưới sự lan tràn của nó nếu có tu sĩ bỏ mình nguyên thần căn bản cũng không thể lao ra lập tức bị phong bạo này hấp thu sau đó lại tự bạo, trở thành một bộ phận lực lượng của nó, nhưng trong số những tu sĩ và tộc nhân của Diêu gia đuổi giết Vương Lâm, đa phần là cảnh giới dương thật, sau đó, chỉ lộn xộn một lúc, bọn họ liền liên hợp phản kích, cũng cường đại tới không tưởng được, nhất là có Diêu Băng Vân cầm đầu, lại toàn lực xuất thủ nên lực lượng tự bạo kia đã tan biến trong phạm vi lớn, cảnh tượng này giống như phong bạo vạn trượng đang co rút vào bên trong, nhưng sau khi co vào một nửa cũng không thể co rút hơn nữa, phản kháng lại công kích của những tu sĩ kia, không ngừng khoách trương ra bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn trong phạm vi vạn trượng này âm thanh ầm ầm không ngừng quanh quẩn một màn xương đen vô thanh vô tức tràn ngập bốn phía từng trận âm thanh gào rít điên cuồng tràn ra nguyên thần của huyết tổ dần ngưng tụ khoảnh khắc khi nguyên thần của huyết tổ xuất hiện một thanh âm lạnh như băng văng lên bạo thanh âm này là từ một khối đá phụn ở bên ngoài vạn trượng truyền đến khi âm thanh này xuất hiện nguyên thần của huyết tổ bên trong màn xương đen tản mát ra huyết quang nồng đậm tiêu tán một cỗ sóng gợn khoảnh khắc khi nó tiêu tán điên cuồng tản ra về phía bốn phía phàm là những tu sĩ pha chạm với sóng gợn này trừ khi tu vi cực cao nếu không sẽ lập tức bị cuốn lấy một âm hư tu sĩ của một gia tộc tu sĩ ở la thiên bắc vực lúc này hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ khoảng cách của hắn tới nguyên thần rất gần lúc này khi nguyên thần của huyết tổ sụp đổ cũng hơi thầm một tiếng toàn thân trực tiếp tan nát ngay cả nguyên thần của hắn cũng không thể chạy ra hoàn toàn tiêu tan bên người hắn một tu sĩ đến từ la thiên nam vực cũng kinh hãi vừa muốn xông ra nhưng thân mình lập tức cứng lại bị sóng gợn này ập tới ầm một tiếng toàn thân hóa thành sương máu trong khoảng thời gian ngắn trong vòng vạn trượng có vô số người chết bóng dáng của vương lâm xuất hiện bên ngoài vạn trượng tay phải chụp một cái và hư không lập tức màn xương đen ngưng tụ vào trong tay hắn hóa thành tôn hồn phiên bị hắn nắm lấy ném vào trong túi chữ vật bóng dáng của hắn nhoáng lên một cái đi thẳng về phía trước ngay tại khi bóng dáng của hắn sắp biến mất siêu băng vân cũng là một bước tới gần song chỉ của ngọc thủ cách không hung hăng để một cái mắt phượng của nàng chứa đầy sát khí, một chỉ này dù cách không nhưng cực kỳ độc ác, nàng chuẩn bị một chỉ này đã rất lâu, chỉ chờ khoảnh khắc thì vương lâm hiện thân, nàng tự tin với một chỉ này, tuyệt đối có thể lấy đi tính mạng của hứa mộc, một chỉ ẩn chứa tiên thuật thần thông, tên là tổn thần ấn, chuyên đả thương nguyên thần, chỉ là tu vi dương thật, được chết dưới tổn thần ấn cũng là vinh hạnh cho ngươi. thân mình vương lâm run lên, thân hình bị bức ra ở ngoài trăm trượng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt như cho tàn nhưng thân mình hắn không chút do dự dung nhập vào hư không lập tức bỏ chạy không chết siêu băng vân ngẩn ra ánh mắt lộ ra tinh quang thân mình lao về phía trước tiếp tục truy đuổi bên trong phạm vi vạn trượng nguyên thần huyết tổ tự bảo khiến cho những tu sĩ đuổi giết vương lâm tử vong vô số không ai có thể nghĩ đến rằng hứa mộc lại còn có một sát chiều như thế này nhất là bên trong phạm vi này cũng có tộc nhân của diêu gia đồng dạng cũng không chạy thoát chết ngay tại chỗ giờ phút này theo sóng gợn tiêu tan bên trong vạn trượng này tràn ngập sương máu Lúc này số người chết thực sự quá nhiều, chỉ có điều, số người này chẳng qua mới chỉ chiếm có một nửa số đuổi giết hắn mà thôi. Từ xa, vô số đạo trường hồng xé gió xông tới, dần dần tất cả tu sĩ tiến vào La Thiên Tây vực đều tiến đến nơi này, vạn trượng sát tiệt, làm cho tâm thần bọn họ kịch chấn. Đồng thời đối với Vương Lâm sát khí càng đậm, tuyệt đối không thể để tên Hứa Mộc này chạy thoát, nếu không một khi hắn trả thù thì sẽ là một hồi hạo kiếp. Lúc này đã không phải là cuộc chiến chỉ giữa Siêu gia và Hứa Mộc nữa mà là một trận diệt mà chi chiến chỉ có giết tên ma đạo tử hứa mộc này, ta mới có thể yên tâm được. Đuổi theo, một đám tu sĩ này lập tức lao ra, những tộc nhân của Diêu gia thì hai mắt đỏ bừng, nhanh chóng truy đuổi Vương Lâm. Trong một trận chiến này, có vô số tu sĩ chết ở trong đại trận vạn trượng này, cái tên hứa mộc lập tức điên cuồng truyền ra khắp La Thiên tình vực. Dù là một số lão quái có tu vi cao thâm cũng phải đem ánh mắt nhìn tới xung đột giữa Diêu gia và Hứa Mộc, lấy sức lực của một người đối kháng với vô số tu chân gia tộc và Diêu gia đổi giết, chẳng những không chết mà còn ngược sát, đạt tới danh hiệu ma đạo tử, lại lấy trận pháp uy lực khủng bố kia giết chết vô số tu sĩ khiến cho tất cả những người đuổi giết tâm thần đều kịch chấn, thậm chí còn khiến cho một số tu chân gia tộc sợ run lên, rời khỏi hàng ngũ những người đuổi giết. Hành vi này khiến cho Hứa Mộc trở thành một ngôi sao mới trong La Thiên Tinh vực. Liên quan đến cảnh tượng và tình hình chiến đấu giữa Hứa Mộc và Diêu gia ở La Thiên Tây vực bị cố tình truyền ra, được đa số những người ở trong La Thiên Tinh vực đều biết được. Cái tên Hứa Mộc Dương Uy, bên trong Lôi Tiên Điện, bên trên đám mây, thanh thủy từ trong đà tọa mở hai mắt ra nhìn về phía xa xa lẩm bẩm người này rất có tác phong của ta năm đó được lắm đuổi giết không có chấm dứt mà ngược lại càng thêm kịch liệt phía sau vương lâm vô số tu sĩ hóa thành đạo đạo trường hồng rậm rạp như sao băng nhanh chóng truy kích bóng dáng của vương lâm ở trong hư không biến ảo ra hơi chút lảo đảo lại phun ra một ngụm tiên huyết thần sắc của hắn âm trầm sát khí trong mắt càng động nếu không có du cổ thần bì giáp một chỉ thần thông kia ta đã chắc chắn chết không thể nghi ngờ Vương Lâm lại lao về phía trước, dung nhập vào trong thiên địa, nhanh chóng bỏ chạy, phía trước đã không có phong tỏa, thiên địa lực chắc chắn nhưng Vương Lâm cũng không trực tiếp chạy đi quá xa so với những tu sĩ đang không ngừng truy kích phía sau kia. Vương Lâm biết chính mình dù có chạy tới nơi nào thì nữ tử Diêu gia đang truy kích phía sau đều có thể đuổi theo được, hơn nữa, dù không có nữ tử đang truy kích kia thì Vương Lâm cũng sẽ không lựa chọn chạy quá xa, nếu thế thì những tu sĩ phía sau sẽ không thể đuổi theo được. Vương Lâm hành sự, nếu người không phạm ta thì ta không phạm người nhưng nếu người phạm ta thì nguyên tắc là hắn là sẽ giết tất cả. Những tu sĩ đuổi giết phía sau này dĩ nhiên đã khiến cho sát khí và lửa giận của hắn dâng cao, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng được. Muốn giết ta thì cần phải trả giá. Hắn mang trong mắt của vương lâm cực nồng, nhoáng lên đã dung nhập vào thiên địa, giao giới giữa La Thiên Tây Vực và Bắc Vực, vô số tu sĩ đuổi giết vương lâm lao qua. Tốc độ của những người này đều cực nhanh, một đám đều triển khai đại thần thông Nazi, không ngừng truy kích, trên người bọn chúng sát khí ngưng tụ của một chỗ, phảng phất như một thanh lợi kiếm bước thẳng đến chỗ vương lâm thân mình vương lâm xuất hiện ở la thiên bắc vực đây chính là nơi đầu tiên hắn đến khi tới từ liên minh tinh vực lúc này đây lần nữa hắn lại trở lại cũng không có nửa điểm dao động tâm tư mà thần thức không ngừng tản ra truy tìm cái gì đó một lát sau thần sắc của vương lâm hơi đổi tinh không phía sau hắn xuất hiện gợn sóng vương lâm không chút do dự trực tiếp bước ra khoảnh khắc khi diêu băng vân từ trong sóng gợn bước ra vương lâm đã dung nhập vào trong thiên địa biến mất sát khí trên mặt siêu băng vân nồng đậm hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục truy kích. Không lâu sau, ở phía sau bọn họ, đạo đạo trường hồng gào giết những tu sĩ và tộc nhân của dư gia đuổi giết vương lâm nhanh chóng lao tới, dọc theo đường đi, vì vương lâm chờ bọn tu sĩ này nên vẫn chưa đi quá xa, thủy trung vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, trong lòng hắn ẩn chứa sát khí nồng đậm, những người này hắn quyết không buông tha cho bất kỳ ai, phải một lưới bắt hết, nhất là nữ tử lại như băng có thể dung nhập vào thiên địa kia, chỉ có như thế thì hắn mới có thời gian để thả lỏng, nếu không, dưới sự đuổi giết của đám người này, hắn thậm chí không có thời gian mà nghỉ ngơi, không chỉ như thế, ngay cả những tu sĩ của các tu chân gia tộc khác đuổi giết hắn Vương Lâm cũng không thể buông tha, hắn đã cảnh cáo, nhưng những người này vẫn có ý đồ giết mình, một khi đã như thế thì nhất định phải trả giá, ẩn chứa sát khí nồng đậm, ánh mắt của Vương Lâm lại càng lạnh lẽo, tại La Thiên Bắc vực này, bóng dáng của Vương Lâm lại xuất hiện từ giữa hư không, đa số những lần hắn xuất hiện sẽ đều tản ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm, chẳng qua lập tức sẽ thu hồi thần thức, không thể lãng phí một chút thời gian nào lại dung nhập vào thiên địa, chỉ cần chậm một chút lập tức sẽ bị nữ tử kia đuổi kịp, sau đó, tốc độ của hắn đã chậm đi rất nhiều, những người truy thích hắn cũng dần dần đuổi đến La Thiên Bắc vực này, chẳng qua trong số này, những người xuất thân từ các tu chân gia tộc ở La Thiên Bắc vực cũng có một số trở nên do dự, thậm chí lựa chọn rời đi, dù sao sự kiện đồ tinh ở La Thiên Tây vực cũng khiến tâm thần của những người này kịch chấn, cảm giác khi còn ở La Thiên Tây vực tuy mãnh liệt nhưng không thiết thân, nhưng lúc này lại không còn như vậy nữa một khi hứa mộc cuồng nộ thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi sau khi có suy nghĩ này những tu chân gia tộc đến từ la thiên bắc vực chậm rãi lui lại đều tàn ra chẳng qua cũng không phải là toàn bộ vẫn như cũ có một số không biết sống chết rõ ràng là gia tộc của mình ngay tại đây những vẫn không ngừng đổi giết ở la vân vị trí trung tâm của la thiên bắc vực cách không xa ngũ đại chủ tinh bóng dáng của của vương lâm biến ảo ra hết thảy nơi này hắn đều rất quen thuộc nhất là nhiễm vân tinh nơi hắn đã từng ở lại tới gần trăm năm lúc này quay về nơi đây hắn không có thời gian để mà cảm khái sau khi thần thức buông ra hai mắt cũng lập tức lóe ra tinh quang lộ ra vẻ hưng phấn tìm được rồi nó quả nhiên vẫn còn ở lại là thiên bắc vực thân mình vương lâm nhoáng lên hướng thẳng về ngũ đại chủ tinh mà đi tới ở trong la thiên tinh vực giữa ngũ đại chủ tinh mấy năm trước xuất hiện một vật vật đó bị vô số tu sĩ tận mắt chứng kiến là một sinh mạng thể vô cùng khổng lồ thân hình nó có vô số xúc tua đâm ra kéo dài vô tận trông cực kỳ đáng sợ cũng may vật ấy vẫn chưa đả thương người mà sau khi đi vào giữa ngũ đại chủ tinh thì thân mình co rút lại không ngờ hóa thân trở thành tinh cầu qua thêm mấy năm vô số bụi bặm ở trong tinh không bị hút tới hình thành một lớp đất đá bên trên từ xa nhìn lại vật ấy như một tu chân tinh không có điểm gì khác biệt nhưng ở la thiên bắc vực ai cũng biết đó không phải là tu chân tinh không thể treo chọc dù chỉ là đi ngang qua cũng sẽ đi vòng ở xa xa không dám bước gần một lớp xương đen nồng đậm tràn ngập bên ngoài phát ra khí thức âm trầm nơi này trong vạn năm trước nó gần như đã trở thành cấm địa của la thiên bắc vực nó chính là vọng nguyệt một ngày kia ở bên ngoài tinh cầu do vọng nguyệt biến thành bóng dáng của vương lâm bước ra hắn nhìn chằm chằm vào vọng nguyệt ánh mắt hắn lộ ra quang măng cẩn thận nhưng cũng không chút do dự bước tới một bước tiến vào trong màn sương mù khoảnh khắc khi cả người vương lâm biến mất bên trong màn sương mù trên tinh cầu do vọng nguyệt biến thành bóng dáng của diêu băng vân xuất hiện nàng nhìn chằm chằm vào lớp sương mù bên ngoài vọng nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại người này một đường dẫn ta tới nơi này chắc chắn có quỷ kế ánh mắt của diêu băng vân lé lên dường như có thể xuyên thấy màn sương mù kia nhìn vào bên trong đúng lúc này từ xa xa đạo đạo trường hồng gào giết sông đến những người đuổi giết vương lâm đều đã tới đây trong đó vốn những tu sĩ ở la thiên bắc vực trên đường đến đây đã cảm giác không ổn lúc này nhìn thấy tinh cầu do vọng nguyệt biến thành lập tức sắc mặt trở nên âm trầm đó không phải là một tu chân tinh mà là do một hung độc cực kỳ quái dị biến thành năm đó ta tận mắt nhìn thấy quá trình nó hóa thành tinh cầu này nó tuy không có lực công kích nhưng hiển nhiên không phải thứ đơn giản chẳng lẽ tên hứa mộc này dẫn chúng ta tới đây là muốn mượn đao giết người hay sao Dư bằng vân không coi thường vọng động mà cẩn thận quan sát lúc này đây vương lâm trực tiếp xuyên qua màn xương đen đi vào phía trên vọng nguyệt mặt đất bên trên cực kỳ mỏng một cây xúc tu không ngừng lay động không có chút biến hóa nào khi so với trước đây quẻ miệng vương lâm lộ ra nét cười lạnh thân mình nhoáng lên một cái liền trực tiếp chìm xuống trong cơ thể vọng nguyệt theo dấu vết năm đó để lại đi vào một chỗ xương cốt bên trong cơ thể nó công kích đi chỉ cần các ngươi chọc giận vọng nguyệt hết thảy có thể giải quyết ánh mắt phương lâm lấy ra quang mang âm trầm từ lúc bị diêu gia đuổi giết phương lâm nhớ rất kỹ đến sự cường đại của vọng nguyệt nếu vọng nguyệt bị chọc tức thì tộc nhân diêu gia cùng với tu sĩ của các tu chân gia tộc thì tính là cái gì giờ phút này ở trong cơ thể vọng nguyệt tốc độ phương lâm cực nhanh không chút nào bận tâm suy nghĩ có thương tổn hay kích thích vọng nguyệt hay không chạy xen giữa các thanh xương cốt của nó không lâu sau hắn đã đến chỗ sâu bên trong nơi ánh mắt có thể nhìn tới chỉ thấy nửa khúc xương của vọng nguyệt lần nữa đã được ngưng tụ tại nơi đó năm đó vương lâm đã tính toán là lấy đi toàn bộ nó nhưng cuối cùng cũng không thể không buông tha cho một nửa thanh lúc này hai mắt hắn chợt lóe lên lẩm bẩm năm đó kiện bảo bối đại đỉnh vô cùng kỳ dị của tham lang bị vọng nguyệt nuốt vào nhớ tới đại đỉnh kia vương lâm thấy phân vân hắn đã từng cẩn thận phân tích qua Vật ấy tám phần là vật mà năm đó cổ thần Đồ Ti sau khi luyện hóa không hài lòng lắm nên tùy ý vứt bỏ, nếu là lúc khác, trong đầu Vương Lâm sẽ không nảy ra ý nghĩ động đến cái đại đỉnh kia. Dù sao Vọng Nguyệt cũng rất đáng sợ, sau khi tỉnh dậy thế nào nó cũng sẽ tạo ra một trường hạo kiếp, nhưng lúc này, nếu bên ngoài đã có nhiều tu sĩ như vậy giúp Vọng Nguyệt tiêu tan lửa giận, Vương Lâm cũng nghiến răng một cái, trong lòng đã quyết định, thân mình hắn nhoáng lên một cái, trong cơ thể Vọng Nguyệt không ngừng chạy đi nhưng đồng thời cũng buông ra thần thức Vương Lâm biết rằng ở trong cơ thể vọng nguyệt này cũng không được an toàn, bất cứ lúc nào đều có thể có vọng nguyệt loại nhỏ xuất hiện. Năm đó, khi hắn lấy đi thanh xương của vọng nguyệt đã từng gặp một con, phải mất rất nhiều sức lực mới chạy thoát được. Đăng ký, like video ủng hộ kênh Ki Quy Chuyện nhé, cảm ơn. Lúc này đây, bên ngoài tinh cầu do vọng nguyệt biến thành, bên ngoài vô số tu sĩ bao quanh bốn phía chặt kín, một số tu sĩ mắt lộ ra vẻ trần chờ sự tàn nhẫn của hứa mộc. Bọn họ trên đường truy kích đã được chứng kiến tận mắt và nó đã khắc sâu vào xương tủy hơi chút sơ xuất sẽ phải mất mạng. Dưới tình huống như thế, khi bọn họ nhìn thấy phương Lâm tiến vào phía trong tinh cầu này liền nghĩ tới nơi đây chắc chắn có gì đó cổ quái. Hơn nữa nghe là thiên bắc vực tu sĩ thảo luận khiến cho tất cả mọi người đều biết được tinh cầu trước mắt chỉ một quái thú kỳ dị. Mặc dù đó đúng là một khối mạnh thú thì sao, với lực lượng chúng ta đừng nói vật ấy không có lực công kích gì, cho dù là có thì dưới sự hợp lực của chúng ta cũng có thể giết. Một nam tử thuộc diêu gia nhìn chằm chằm vào vọng nguyệt cười lạnh nói, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường trong những điển tịch của diêu gia hắn ghi chép rất nhiều mãnh thú từ thời còn tồn tại tiên giới thậm chí so với vật trước mắt còn khổng lồ hơn nhưng cuối cùng số mãnh thú này cũng bị các tiên nhân liên thủ giết chết mà con thú trước mắt trong điển tịch của gia tộc cũng không có ghi chép hiển nhiên nó căn bản không được xếp hạng nếu không tự nhiên nó sẽ xuất hiện trong những điển tịch kế thừa từ tiên giới mà tiên nhân để lại con thú này tiêu diệt không khó diêu vân hải thu hồi mục quang hắn là một đệ tử đời thứ ba của diêu gia tu phi tuy không thuộc lại đứng đầu chỉ có tu vi dương tật hậu kỳ nhưng là một người cực kỳ cao ngạo lúc này nhìn vọng nguyệt căn bản cũng không để vào trong mắt diêu băng vân nhìn chằm chằm vào màn xương đen bên ngoài tinh cầu do vọng nguyệt biến thành ánh mắt nàng chợt lé lên thân hình yêu kiều trực tiếp nhảy thẳng vào trong màn xương đen này nàng vừa động thân lập tức có tác dụng tiên phong phía sau nàng lục tục có một số tu sĩ có tu vi cao thâm nhảy theo vào màn xương đen diêu vân hải cũng là một trong số những người này với một bước cả người hắn hóa thành một đạo trường hồng Chân đạp trên phi kiếm tiến vào bên trong sương mù, dần dần, ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào trong màn màn sương, những người này, ngoại trừ một số ít cực kỳ cá biệt thì phần lớn đều buông thần thức tản vào trong màn sương mù, sau khi xác định không có nguy hiểm mới xuyên qua màn sương tiến vào bề mặt tinh cầu do vọng nguyệt biến thành, hiện ra trước mắt bọn họ là vô số xúc tu đang lay động trên mặt đất, cảnh tượng quỷ dị này khiến cho những người mới nhảy vào liền dừng lại, nhưng có người lập tức tản ra khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Vương Lâm lại có một số người quyết định đi sâu vào phía bên trong để tìm kiếm. Diêu băng vân bước ra, xuyên qua đám xúc tu đang lay động rơi xuống mặt đất rồi trực tiếp chìm xuống. Nháy mắt thân mình hạ xuống nàng liền cảm thấy không ổn, bốn phía xung quanh mang đến cho nàng cảm giác rất quỷ dị. Loại cảm giác này càng lúc càng thêm mãnh liệt khi nàng không ngừng trầm xuống. Rốt cuộc đây là một con mãnh thú như thế nào? Chìm vào dưới nền đất không chỉ có một mình Diêu băng vân, Diêu vân hải cũng đã chìm vào bên trong cơ thể vọng nguyệt. Hắn không hề cố kỵ, đánh đấm lung tung, xông thẳng xuống phía dưới phía sau hắn còn có mấy người tu sĩ khác nữa không phải là toàn bộ tất cả tu sĩ đều tiến vào tinh cầu do vọng nguyệt biến thành ở bên ngoài vẫn đang có một lượng lớn các tu sĩ vây quanh trong đó cũng có một số là tộc nhân của diêu gia ánh mắt bọn chúng sáng ngời ở bên ngoài tiếp ứng nhiều tu sĩ như vậy chìm vào trong cơ thể vọng nguyệt khiến cho tinh cầu do vọng nguyệt biến thành xuất hiện một chút chấn động chấn động này rất yếu nếu không chú ý căn bản là sẽ không phát hiện được mặc dù là ở trong cơ thể vọng nguyệt nhưng chấn động này cũng không quá rõ ràng nó chỉ làm cho người ta có cảm giác áp lực từ bốn phía dường như tăng lên một chút. Nhưng chấn động loại này cũng khiến cho Vương Lâm giờ đây đang chạy trong cơ thể vọng nguyệt thân mình bỗng nhiên dừng lại một chút, đình chỉ hết mọi hành động, khóe miệng Vương Lâm lộ ra vẻ âm trầm, lẩm bẩm nói: "Có dấu hiệu thức tỉnh, vọng nguyệt ngủ say cũng chưa lâu, một chút kích thích thức tỉnh, vậy giúp người thức tỉnh nhanh hơn một chút đi." Trong mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe lên, hắn lao thẳng về phía trước, nhằm về hướng cốt đỉnh của vọng nguyệt, nơi đó là một chỗ nhạy cảm của vọng nguyệt, năm đó, khi vương lâm đi vào trong cơ thể vọng nguyệt nghĩ mọi cách không muốn làm cho nó thức tỉnh nhưng giờ phút này lại đến đây hết thảy đều đã thay đổi đi được một lúc thần sắc vương lâm hơi đổi ngẩng đầu nhìn về hướng hướng phía trước sát khí trong mắt hắn chật lóe lên trực tiếp vọt lên ở trong thân thể vọng nguyệt thần sắc của diêu vân hải cao ngạo thần thức tản ra đánh đám lung tung công kích rất mạnh về phía dưới nhưng đúng lúc này đột nhiên có một cỗ khí âm sâm phút chốc tràn ngập bốn phía sắc mặt diêu vân hải nhất thời biến đổi lập tức dừng lại mấy tên tu sĩ phía sau hắn cũng nhanh chóng đi tới bỗng nhiên khi mấy tu sĩ phía sau vừa mới đến bùn đất bên trong nhanh chóng vỡ ra tạo nên một cái khe nháy mắt không khí âm trầm dày đặc một con vọng nguyệt dài hơn trăm trượng với tốc độ như thiểm điện trực tiếp vọt ra rất nhiều xúc tu trên thân thể nó đồng loạt vũ động trông cực kỳ kinh người tốc độ của con vọng nguyệt này quá nhanh một cái lao tới không đợi đám tu sĩ kịp phản ứng một người đã bị một cái hám miệng nuốt vào thân mình vẫy động tu sĩ kia phảng phất bị công kích mạnh mẽ phun ra máu tươi ánh mắt lộ người này lộ ra vẻ hoảng sợ, không để ý đến thân thể, nguyên thần trực tiếp lao ra chui vào trong bùn đất, chạy trối chết. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, gần như chỉ diễn ra trong chốc lát. Đông tử trong hai mắt Diêu Vân Hải co lại, tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên, không chút do dự lập tức lui ra phía sau, hai tay hắn bấm quyết, định thi triển thần thông, nhưng vào lúc này, Phương Lâm từ trong bùn đất phía sau chui ra, lao thẳng tới Diêu Vân Hải khi mà toàn bộ tinh thần đều đang đặt vào vọng nguyệt trước mặt song chỉ thành kiếm vương lâm trực tiếp điểm vào hậu tâm diêu vân hải lúc diêu vân hải phát hiện ra thì đã quá muộn trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán nguyên thần liền rời bỏ thân thể trực tiếp theo thiên linh cái bay ra muốn bỏ chạy nhưng vương lâm đã sớm đề phòng việc này ngay lúc nguyên thần diêu vân hải xuất hiện tay phải tràn đầy nguyên lực trực tiếp bắt lấy diêu vân hải đang muốn phản kháng đúng lúc này côn cực tiên phút chốc đã biến ảo ra buộc lấy diêu vân hải hư thả một tiếng đã bị vương lâm bắt lấy cùng lúc đó vương lâm cũng không chút lãng phí thời gian một cước đá lên thân thể của Diêu Vân Hải, nguyên lực vô biên hướng đến trong cơ thể hắn tàn phá, thân thể này ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành một một tảng máu huyết, lại có nguyên lực quanh quẩn dao động ngăn cản vọng nguyệt đang lao tới tấn công, thân mình Vương Lâm mượn lực lui ra phía sau, chợt lóe lên biến mất, mang theo nguyên thần Diêu Vân Hải lui về phía sau, Vương Lâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp nem vào trong tôn hồn phiên trong túi chữ vật, tốc độ của hắn không có nửa điểm dừng lại, chợt lóe lên rồi biến mất, ở phía sau Vọng Nguyệt trăm trượng lao theo mang theo hàn khí âm trầm dày đặc, sau khi tìm kiếm một phen, nó há to mồm ra, như hút lấy một chút khí tức còn sót lại của phương lâm trước đó. xúc tu toàn thân nó lập tức gấp khúc lại, như tự cuốn lấy bản thân mình. bộ dáng này giống như đang tự hưởng thụ vậy. chỉ có điều một lát sau, cái mồm nó khép lại, thân mình uốn éo dung nhập vào giữa bùn đất biến mất không. xa xa, vương lâm mắt lộ ra quang mang kỳ dị hướng về xương đầu của vọng nguyệt đi tới. một đường này, hắn cực kỳ cẩn thận, một khi phát hiện thấy có gì không ổn liền lập tức thay đổi phương hướng, ẩn tàng thân hình trong cơ thể vọng nguyệt này tuy nói nguy hiểm nhưng với hiểu biết của ta đối với nó cẩn thận chút hẳn là không việc gì so với ở bên ngoài thật ra nơi đây còn an toàn hơn nhiều đôi mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm ngâm nếu đã thế tại sao ta lại không trốn ở trong cơ thể vọng nguyệt không ra ngoài nữa sau đó diêu gia muốn giết ta nhất định đầu tiên phải đối phó với vọng nguyệt này vương lâm lộ ra một nụ cười lạnh như băng tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước vọng nguyệt này quá lớn ở trong cơ thể nó không thể thuấn gì lại cần phải cẩn thận dù tốc độ Vương Lâm đã đề thăng tới mức nhanh nhất nhưng vẫn còn có chút chậm chạp, đang trên đường di chuyển, thần sắc Vương Lâm bỗng nhiên biến đổi, hắn không chút do dự lao sang phía bên cạnh tránh né, ngay tại khoảnh khắc hắn né đi, này một băng tinh màu lam giống như thiểm điện xuất hiện bên cạnh, phút chốc không ngừng xuyên qua chỗ Vương Lâm vừa đứng, bông tuyết kia suýt nữa đâm vào thân mình Vương Lâm, tuy nói tránh đi nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở âm hẳn từ bông tuyết kia truyền tới, bên trong hơi thở này ẩn chứa nguyên lực, theo lông tóc tiến vào trong cơ thể vương lâm không ngờ còn truyền đến cho hắn cảm giác cứng ngắc người trốn cũng không thoát một âm thanh lạnh như băng từ từ quanh quẩn trong một chỗ bùn đất bên ngoài vương lâm mười trượng một khe hở vỡ ra diêu băng vân từ bên trong bước ra ánh mắt nàng lộ sát khí nhìn vương lâm chầm chầm lạnh giọng nói người khát máu tàn sát những tu sĩ vô tội ở la thiên tây vực diêu băng vân ta sẽ lấy mạng ngươi thân mình vương lâm lui nhanh về phía sau hai tay ẩn chứa nguyên lực liên tục điểm mấy cái lên thân thể hóa giải âm hàn nguyên lực đang ăn mòn cơ thể cùng lúc đó hắn lại hám mồm phun ra một ngụ nguyên thần tinh khí tinh khí này sau khi xuất hiện lập tức nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một đạo kiếm khí đâm thẳng đến người diêu băng vân thân sắc diêu băng vân lạnh như băng không có nửa điểm cảm xúc dao động nâng tay phải lên bấm quyết rồi điểm về phía trước lập tức một đạo lam quang rực rỡ chói mắt bỗng nhiên dựng lên ngưng tụ ở đầu ngón tay phải của diêu băng vân ánh sáng này lóe lên tất cả mọi vật ở phía trước toàn bộ đều vang lên tiếng bị đóng băng răng rắc Hình thành một mảnh băng tầng không ngừng lan tràn, thậm chí nguyên thần tinh khí do Vương Lâm phun ra, sau khi lao đi được mấy trượng cũng đóng băng lại. Mắt thấy sự đóng băng kia lan tràn đến, thần sắc Vương Lâm âm trầm không chút do dự nhanh chóng lùi lại, đối phương rất mạnh, Vương Lâm tự nhận căn bản là không thể chống cự. Trong mắt Diêu Băng Vân sát khí chợt lóe lên, ngọc thủ ấn lên trên băng tầng một cái, không ngờ thân mình vô thanh vô tức biến mất, băng độn, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, cảm thấy một cỗ nguy hiểm mãnh liệt phút chốc đã tràn ngập toàn thân không cần nghĩ ngợi, hắn há mồm trực tiếp phun ra phong tiên ấn che ở trước người, khoảnh khắc khi phong tiên ấn xuất hiện, bóng dáng siêu băng vân từ băng tầng xuất hiện ở phía trước Vương Lâm, một ngón tay điểm ra, một chỉ này diêu băng vân toàn lực thi triển, nháy mắt một đạo huyết sắc phù văn ngưng tụ, bỗng nhiên theo ngón tay truyền đến phong tiên ấn, thập quyết tổn thần ấn, ngọc thủ siêu băng vân nâng lên, thủ quyết biến hóa, trong phút chốc, nàng đã liên tục thi triển 9 lần ấn quyết khác nhau, lập tức 9 huyết sắc phù ban ngưng tụ trong một thời gian ngắn, tất cả đều ấn lên trên phong tiên ấn. Những huyết sắc phù văn này cực kỳ quỷ dị, không ngờ coi như không có sự tồn tại của phong tiên ấn mà trực tiếp xuyên thấu qua, phóng thẳng về hướng Vương Lâm, sắc mặt Vương Lâm âm trầm, khẽ quát, "Phong!" Sau một chữ này, lập tức hơn 10 vạn phù văn của phong tiên ấn màu vàng chấn động nhanh chóng hình thành từng đạo phong ấn, trong hơn 10 vạn phù văn, có hai cái đi đầu truyền ra khí tức cường đại, không ngừng làm suy yếu thập quyết tổn thần ấn, chỉ có điều, thập quyết tổn thần ấn kia thật sự quá mạnh mẽ, gần như trong chốc lát liền xuyên thấu tất cả phong ấn mặc dù qua lần đối kháng này thập quyết biến thành tứ quyết nhưng nó vẫn lao ra như thiểm điện thẳng tới ngực vương lâm phá vỡ thân thể lao vào hóa thành bốn đạo hồng quang trực tiếp hướng tới nguyên thần hắn hiện những âm thanh bang bang vang lên trong cơ thể vương lâm sắc mặt hắn nháy mắt không còn chút huyết xác một ngụm máu tươi trong cổ dâng lên nhưng bị hắn áp chế lại ánh mắt hắn lộ ra sát khí ngập trời kéo theo phong tiền ấn mượn lực lui về phía sau chỉ khoảng nửa khác hắn đã rời đi thật xa vẫn không chết mắt phượng của diêu băng vân lộ ra tinh quang tên hứa mộc này dưới con mắt của nàng thì cực kỳ quỷ dị nếu nói lúc trước ở la thiên tây vực dưới một tổn thần ấn đối phương là may mắn thoát được tử vong thì miễn cưỡng cũng có thể giải thích được nhưng lúc này chính mình đem thập quyết tổn thần ấn toàn lực thi triển với tu vi cảnh giới khuy niết trung kỳ không ngờ không giết được một tu sĩ mới đạt tới cảnh giới dương thật điểm này khiến ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng người này chắc chắn là có tiên bảo bảo vệ nguyên thần diêu băng vân cười lạnh một bước tới phía trước phía sau băng tầng gào thét tràn ngập bốn phía không ngừng theo thân thể nàng tràn về hướng vương lâm giờ phút này trong cơ thể vương lâm nguyên thần chấn động mạnh hắn nhìn chằm chằm diêu băng vân đang nhanh chóng truy kích đến ánh mắt lộ ra sát khí trong khi lui về phía sau tay phải hắn nâng lên trực tiếp chém xuống phía dưới chạm la quyết trong phút chốc xuất hiện nhưng cũng không phải chém vào diêu băng vân mà là tầng bùn đất bên cạnh một tiếng nổ ầm vang lên tầng bùn đất lập tức sụp đổ vọng nguyệt thích sự yên tĩnh ghét nhất là tiếng nổ vương lâm biết rất rõ tập tính của vọng nguyệt giờ phút này trong khi thối lui hắn liên tục oanh kích những tầng bùn đất bên cạnh ánh mắt diêu băng vân lộ ra một tia trào phúng nếu là ở bên ngoài nàng sẽ không đổi kịp đối phương dù sao đối với công phu xúc địa thành thốn của hứa mộc nàng cũng cực kỳ bội phục nhưng ở trong này không thể thuấn di càng ngăn cách sức mạnh của thiên địa nàng nghĩ muốn đuổi kịp đối phương thật sự rất dễ dàng giờ phút này nhóng lên một cái hai chân nàng bỗng nhiên xuất hiện một phần lam quang tuy không phải là thuấn di nhưng bước ra một bước cũng có tốc độ của thuấn tịch trong phút chốc trực tiếp đuổi kịp nhưng tại lúc nàng đổi tới, khoảnh khắc tay phải bấm quyết, chuẩn bị xuất thủ cũng phát hiện thần sắc hứa mộc rất bình tĩnh, không có nửa điểm hoảng loạn. Diêu băng vân kinh ngạc, nhưng giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, trong mắt lạnh như băng trực tiếp tấn công. Đúng lúc này, đột nhiên từ chỗ lúc trước vương lâm liên tục dùng chảm la quyết công kích, một cỗ hàn khí không thể tưởng tượng lập tức điên cuồng tràn ngập, một con vọng nguyệt dài chừng trăm trượng trực tiếp lao ra, mang theo tiếng gầm giống, lao thẳng tới diêu băng vân và vương lâm. Đây là cái gì? diêu băng vẫn dọc theo đường đi chưa bao giờ gặp phải vọng nguyệt lúc này sau khi vừa nhìn thấy cũng lập tức chấn kinh bộ dáng vọng nguyệt dữ tợn xúc tu toàn thân dựng thẳng lên khiến cho diêu băng vân tâm thần kịch chấn nhất là vọng nguyệt kia vọt tới tỏa ra khí tức không ngờ không hề kém hơn cảnh giới một tu sĩ khuy niết ở khoảnh khắc vọng nguyệt xuất hiện vương lâm thu liễm tất cả khí tức lập tức lùi về phía sau hấp dẫn vọng nguyệt đến là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng của hắn nó xuất hiện chắc chắn sẽ tạo ra biến cố nhưng như thế này hắn mới có khả năng có một đường chạy trốn vương lâm đã sẵn sàng chuẩn bị sự truy kích của vọng nguyệt dù sao công kích của nó cũng không thể đoán trước được có thể là hướng về diêu băng vân nhưng cũng có một nửa khả năng là công kích chính mình thân hình vọng nguyệt kia đột nhiên vặn vẹo râu tóc dựng thẳng lên tốc độ cực nhanh trực tiếp tiến đến điều khiến cho vương lâm cảm thấy chua sót chính là sau khi vọng nguyệt này tới gần không ngờ không thèm nhìn đến diêu băng vân mà là trực tiếp lao về phía mình hai tay diêu băng vân bấm quyết đang định công kích nhưng khi thấy tình huống như vậy ánh mắt cũng chợt lóe lên đi theo phía sau vọng nguyệt hướng thẳng về phía vương lâm vương lâm không ngưng lui về phía sau dưới tâm niệm của hắn phong tiên ấn nhanh chóng xoay tròn trước người hình thành lực cản ngăn trở một người một thú kia vọng nguyệt dài trăm trượng xúc tu toàn thân lay động ra vẻ cực kỳ hưng phấn hết sức truy kích vương lâm lại há mồm to ra không ngừng cắn nuốt lộ ra bộ dáng rất thoải mái nhìn thấy cảnh tượng này khiến vương lâm không khỏi ngần ra đúng lúc này sát khí trong mắt siêu băng vân dày đặc không ngờ vượt qua vọng nguyệt trực tiếp lao tới trước người vương lâm tay phải nàng kết hai ngón thành kiếm chỉ, ẩn chứa lam quang dày đặc hung hăng điểm về phía hắn, không đợi Vương Lâm phản kháng, đột nhiên trong lúc đó vọng nguyệt phát ra một tiếng gầm giết phẫn nộ, xúc tu toàn thân lập tức điên cuồng kéo dài với tốc độ cực nhanh trực tiếp lao ra hướng về Diêu Băng Vân của lấy, cảnh tượng này giống như là nó nghĩ Diêu Băng Vân đang muốn cướp đi thứ yêu thích của nó vậy, xúc tu của vọng nguyệt rất nhiều, lúc này lao ra mang theo từng trận âm thanh xé gió, thân mình nó xông thẳng đến, muốn nuốt lấy Diêu Băng Vân, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lộ ra vẻ quyết đoán, hắn từ bỏ việc lui lại phía sau, tay phải điểm về phía trước, từ mẫu đạo khô trên lưng bàn tay lập tức máy động biến ảo thành một thú cốt dữ tợn, đôi mắt thú cốt này lấy lên u quang, lập tức bốn phía tràn ngập sát khí, thần sắc Diêu Băng Vân trở nên âm trầm, giờ phút này trước mắt nàng là Phương Lâm, phía sau lại có mãnh thú như đang phát cuồng, nàng thật sự không hiểu Mãnh thú kia rõ ràng là muốn tấn công hứa mộc, nhưng vì sao sau khi mình hỗ trợ thì con thú này lại quay sang tấn công mình, trong mắt nàng hiện lên sát khí dày đặc, một đạo quầng trắng mờ mờ xuất hiện từ dưới chân diêu băng vân va chạm với vọng nguyệt đúng lúc những xúc tu quấn tới cùng với thân mình dài cả trăm triệu của nó diêu băng vân cắn răng một cái không chút do dự hai tay bấm quyết lập tức tại mi tâm một viên đan màu lam bay ra viên đan này vừa xuất hiện liền phát ra âm hàn khí theo thủ ấn của diêu băng vân đang hướng về phía trước phút chốc viên đan màu lam kia lập tức bạo phát ra một cỗ băng lãnh cực kỳ khủng bố nháy mắt một tầng băng phong đột nhiên bay ra lấy diêu băng vân làm trung tâm điên cuồng hướng về bốn phía khoách tán tốc độ khoét tán này quá nhanh, gần như sát na, ngay cả tử mẫu đạo khô cũng bị quầng trắng mở đóng băng, thậm chí hơn phần nửa số xúc tu của vọng nguyệt cũng bị đóng băng bên trong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bốn phía xung quanh, từ trong bùn đất truyền ra những âm thanh gầm rít. Ngay sau đó bốn con vọng nguyệt trăm trượng lập tức theo khe hở trực tiếp chui ra lao thẳng đến diêu băng vân, sắc mặt diêu băng vân lập tức tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự cầm lấy lam đan lập tức lui về phía sau. Ngay tại khoảnh khắc nàng lui về phía sau, sát khí trong mắt vương lâm lóe lên, hắn đối nhân xử thế vốn quyết đoán mạnh dạn giờ phút này hai mắt ngưng trọng một ngụm nguyên khí từ trong cơ thể vận chuyển trực tiếp lao ra vương lâm lấy tốc độ nhanh nhất có thể thi triển ra xong chỉ biến thành kiếm hồ phong thuật ẩn chứa trên đầu ngón tay bỗng nhiên hết sức lao ra ấn về phía trước một cái hồ phong hắc phong hiện lên hình thành một cơn gió lốc trực tiếp hướng diêu băng vân của lấy cùng lúc đó mấy con vọng nguyệt kia cũng tiến đến mang theo tiếng gầm sống đem diêu băng vân vây lấy ở bên trong diêu băng vân sắc mặt tái nhợt vô số năm quan nàng chưa từng gặp lần nguy hiểm nào như hiện tại nhìn thoáng qua viên đan màu lam trong tay trên mặt hiện lên vẻ đau lòng lộ ra nhưng vẫn không chút do dự bóc vỡ một khắc ngay viên đan màu lam bị bóp nát một cỗ lực lượng điên cuồng theo nó bạo phát ra lực lượng này quá mạnh mẽ hình thành một lớp xoáy đóng băng gào thét kết thảy ở xung quanh với tốc độ đáng sợ mạnh mẽ đóng băng lực lượng này theo những cái khe giữa một đất không ngừng kéo dài nháy mắt trong phạm vi mấy ngàn dặm khắp mọi nơi đều là những băng tầng rất nhỏ theo những cái khe kéo dài ra băng độn tay trái diêu băng vân bấm quyết thân mình nương theo băng phong lực mà băng độn đi trong mấy ngàn dặm chỉ cần nơi nào có băng đều có thể băng độn được khoảnh khắc bóng dáng diêu băng vân biến mất vương lâm đang thi triển hô phong thuật cũng không có nửa điểm tạm dừng tay phải hắn chỉ về hướng diêu băng vân định thân thuật thân mình diêu băng vân bỗng nhiên dừng lại nhưng gần như đồng thời nàng liền khôi phục lại bình thường rồi biến mất nhưng chỉ là trong nháy mắt biến mất này hắc phong đã xuyên thấu băng tầng trực tiếp ở tới một tiếng kêu đau đớn tư giữa hư vô truyền ra dần dần đi xa trong mắt Vương Lâm sát khí chợt lóe lên, khi băng tầng lan tràn đến, Hàn Thu Phong tiên ấn rồi nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không quay đầu lại bay nhanh rời khỏi. Không lâu sau, Vương Lâm cẩn thận né qua phía dưới theo nửa thanh xương của Vọng Nguyệt, dần dần đi tới đỉnh đầu, nơi giao nhau giữa xương cốt Vọng Nguyệt và các dây thần kinh. Sau khi đến nơi này, Vương Lâm càng thêm cẩn thận, nơi giao nhau giữa xương cốt và các dây thần kinh của Vọng Nguyệt vốn dày đặc vào nhau, nhưng năm đó, vì nguyên nhân Vương Lâm đen nửa thanh xương rút ra nên giờ đã có một khe hở, vẫn đủ để Vương Lâm chui vào cái hở này ở trong vọng nguyệt mà nói thì chỉ là rất nhỏ nhưng đối với vương lâm mà nói nó cũng giống như một vực sâu hắn nhóng lên chui xuống cái khe vào bên trong khoảnh khắc tiến vào cái khe kia thân mình vương lâm hơi ngừng lại một chút bay ra ở trước mặt hắn là một mảng những sợi tơ màu đỏ như mạng nhện những sợi tơ màu đỏ này nhìn không thấy cuối rậm rạp như tràn ngập toàn bộ bốn phía mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm ngâm cẩn thận bước ra vài bước nhìn chằm chằm vào vô số sợi tơ màu đỏ phía trước tay phải nâng lên hung hăng chém một nhát toàn bộ vọng nguyệt biến thành tu chân tinh ở giờ khắc này đột nhiên chấn động, mảng lớn bụi đất nâng lên tức thì ngay cả màn xương đen bên ngoài kia cũng co rụt lại mạnh mẽ. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, không hề do dự nâng tay phải lên vận chuyển chảm lá quyết liên tục chém ra, từng đạo tơ hồng bị chặt đứt, sụp đổ, lay động kịch liệt từ trong cơ thể khổng lồ của Vọng Nguyệt tiên cuồng truyền ra, Vọng Nguyệt chấn động kịch liệt hơn, màn xương đen bên ngoài tinh cầu do nó biến thành điên cuồng co rút lại, toàn bộ bị hút vào bên trong biến mất. Giờ phút này, tảng lớn bụi đất giờ theo chấn động của Vọng Nguyệt mà sụp đổ, hình thành vô số bụi bạm tản ra một tiếng gầm giống dường như đến từ viễn cổ từ trong cơ thể vọng nguyệt giàu dĩ chuyển ra thanh âm này tuy không lớn nhưng lại trực tiếp công kích vào nguyên thần những tu sĩ đứng bên ngoài tinh cầu do vọng nguyệt biến thành còn cảm thụ rất sâu sắc huống chi là những tu sĩ đứng mũi chịu xào vốn tiến vào trong cơ thể nó trong số những tu sĩ này có tộc nhân của diêu gia cũng có người của các tu chân gia tộc khác lúc này đang ở trong cơ thể của vọng nguyệt tâm thần của bọn chúng kịch chấn một nỗi sợ hãi đến từ tâm khảm điên cuồng dâng lên Dường như ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn chúng là lập tức rời khỏi nơi này, bọn họ đều hướng về phía trên sông lên, trong đó có tu sĩ cách mặt đất rất gần, lao nhanh rời khỏi nơi này, nhưng nhát mắt, vô số xúc tu lay động trên mặt đất cũng lập tức chuyển động, mạnh mẽ quất tới. Những xúc tu rất dài này hình thành một đạo phong tỏa chặt chẽ, những người muốn xông ra đều toàn bộ thất bại, theo một đám tu sĩ không ngừng lao ra khỏi nền đất, bên trên những xúc tu này tràn ngập xương đen, không ai có thể rời khỏi. Những xúc tu này dù cho bất cứ pháp bảo hay thần thông nào đều không có tác dụng, mất đi hiệu quả. Trong đó có một tu sĩ lao ra cực nhanh, bị vô số xúc tu cuốn lấy, trực tiếp ép nát thân thể. Còn nguyên thần hắn tiếp xúc với xúc tu kia thì lập tức bị hấp thu ngay. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía đều lâm vào hoàng sợ. Bóng dáng của Diêu Băng Vân băng độn xuất hiện ở một chỗ trong cơ thể của Phạm Nguyệt. Nàng vừa xuất hiện lập tức phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt xanh mét, như có một cỗ hắc tuyến lưu truyền trên khuôn mặt. Đây là thần thông gì? thân mình diêu băng vân lại run lên một cái phun tiếp một ngụm máu tươi sắc mặt của nàng càng thâm hơn khoảng khắc khi nàng băng độn thì bị hắc phong ập tới lúc ấy thân mình của nàng cực kỳ lạnh với thần thông mà nàng tu luyện căn bản không từng có cảm giác rét lạnh nhưng lúc đó cảm giác lạnh lẽo cũng cực kỳ rõ ràng càng làm cho nàng hoảng sợ chính là khi hắc phong này nhập thể rõ ràng đã bị nàng khu trừ đi không ít nhưng vẫn còn một tia bất kể nàng làm như thế nào cũng thủy chung không thể xua tan được sau đó khiến cho cơ thể lâm vào trạng thái rét lạnh suy yếu càng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi đó là nguyên lực của bản thân không ngờ còn có dấu hiệu tiêu tan sắc mặt của diêu băng vân càng lúc càng thâm đen nàng thở dài một cái lao thẳng lên mặt đất phía trước nhưng khoảnh khắc khi nàng lao ra lập tức thấy được vô số xúc tu quét ngang giữa không trung có một tu sĩ lao lên trước đó diêu băng vân nhìn thấy xúc tu này thì chỉ cảm thấy nó có chút cổ quái nhưng không để trong lòng nhưng lúc này nhìn lại với sự thông minh của nàng cũng lập tức nhân ra những xúc tu này không ngờ giống như đúc với những xúc tu của mãnh thú kỳ dị công kích mình kia. Đồng tử trong hai mắt siêu băng vân co rụt lại, một cỗ hàn khí mạnh mẽ xuất hiện trong đáy lòng, dâng lên toàn thân, da đầu nàng run lên, gần như đứng chằm chằm nhìn thẳng vào vô số xúc tu kia, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra một cỗ sợ hãi cùng cực và rất khó tin. Đây, những xúc tu này, những lời của tu sĩ bắc vực nói quả nhiên là thực, tinh cầu này quả có bộ dáng của mãnh thú ta đã gặp lúc trước phóng đại lên vô số lần chấn động kịch liệt không ngừng tiếp diễn cuối cùng tảng lớn đất đá bắt đầu sụp đổ hóa thành vô số bụi bạm khoách tán ra một lúc sau tiếng gầm giống từ bên trong vọng nguyệt càng lúc càng dữ dội lúc này đây vương lâm ở chỗ những sợi tơ màu đỏ không ngừng chém chặt mỗi khi có một sợi tơ vỡ ra vọng nguyệt lại chấn động thêm một chút dưới sự chặt chém lung lung vương lâm dần thâm nhập sâu vào bên trong nơi tràn ngập tơ hồng này càng tiến vào bên trong tơ hồng càng nhiều ánh mắt của vương lâm càng âm hàn không ngừng thi triển chảm la quyết những sợi tơ hồng liên tiếp sụp đổ không lâu sau hắn bỗng nhiên dừng lại một chút chỉ thấy ở phía trước có một sợi tơ hồng to đến mấy người ôm không ngừng phập phồng sợi tơ hồng này to hơn rất nhiều những sợi mà hắn thấy phía trước trong mắt vương lâm lóe lên hàn quang không chút do dự lao tới hai tay bắt lấy không ngừng xé ra một tiếng giống điên cuồng quanh quẩn khắp thân thể của vọng nguyệt khi vương lâm xé đứt sợi tơ hồng này một tiếng âm vang lên tinh cầu do vọng nguyệt biến thành bắt đầu sụp đổ một cỗ khí tức tăng thương nháy mắt tràn ngập cả thiên địa những tu sĩ ở bên ngoài trợn mắt há mồm tinh cầu này vỡ ra những chiếc khe thật lớn dần dần mở ra hóa thành một con quái vật khổng lồ một tiếng giống phẫn nộ tràn ngập bốn phía vọng nguyệt thức tỉnh khoảnh khắc kỳ vọng nguyệt thức tỉnh vương lâm thu liễm lại khí tức toàn thân nhanh chóng ẩn thân khoanh chân ngồi xuống ngay trong thân thể nó cực kỳ cảnh giác một tiếng giống như một cơn lốc như vô số tiếng sấm đánh nhất tề quanh quẩn từ trong cơ thể của vọng nguyệt truyền ra thanh âm này hình thành một mảnh âm bạo âm ầm khoách tán, khiến cho sắc mặt của những tu sĩ bốn phía đều đại biến, không ngừng lui về sau. Một tiếng giống này, bất kể là tu vi của bọn họ đến cảnh giới này, trong khoảnh khắc này đều dâng lên một cỗ sợ hãi, không thể kháng cự. Những chiếc xúc tu dài tới vạn trượng chậm rãi duỗi ra, lay động bên ngoài thân thể của Vọng Nguyệt. Cùng lúc đó, một tảng lớn nứt ra, cái đầu của Vọng Nguyệt chậm rãi xuất hiện. Đây, đây là cái gì? Tinh cầu này quả nhiên thật sự là một con mãnh thú. Làm sao chúng ta có khả năng giết nó được? Con quái thú này chắc là tồn tại từ trước khi tiên giới sụp đổ, tên hứa mộc cố tính dẫn chúng ta tới là muốn mượn đào giết người. Con quái thú này quyết không thể kháng cự, mau lui, từng trận kinh hô truyền ra, những tu sĩ bốn phía đã có hơn phân nửa không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau, dưới con mắt của bọn chúng, còn mạnh thú này cũng không chỉ là tu vi áng phong của bước thứ hai tu đạo, căn bản là không thể kháng cự, giờ phút này, vọng nguyệt cực kỳ phẫn nộ, đau đớn từ trong cơ thể truyền đến không nghiêm trọng lắm, chỉ có làm cho hắn thức tỉnh mà thôi mà chân chính khiến nó phẫn nộ chính là đang ngủ say không ngờ sớm thế đã bị quấy dày mấy chục năm đối với nó thực tế không khác gì một cái chớp mắt cả trong ý thức của nó nó như chỉ mới ngủ đã bị đánh thức loại cảm giác này khiến cho nó bạo nộ lúc này đây mắt thấy bốn phía có vô số sinh mạnh bé nhỏ nhanh chóng thối lui từ trong miệng nó lập tức truyền ra một tiếng gầm giống tiếng gầm này còn mạnh hơn trước đó vô số lần khiến cho tinh không vỡ ra cả một tảng lớn hình thành vô số cái khe điên cuồng truyền ra tràn ngập toàn bộ la thiên bắc vực trong đó có một số tu sĩ dưới tiếng giống này, thân thể lập tức bị chấn nát, nguyên thần cũng không thể thoát ra, lập tức sụp đổ, sự oán hận của vọng nguyệt vẫn chưa tiêu tan, chỉ mới bắt đầu mà thôi, thân mình khẽ động về phía trước, đúng là thân mình của nó mới chỉ khẽ động mà thôi nhưng những tu sĩ từ phía trước nhìn lại cũng chính là nhìn thấy con mãnh thú này mang theo tiếng gầm rít, đang điên cuồng đánh tới, tất cả những tu sĩ phía trước, đồng tử trong hai mắt đều co rút lại. Những tu sĩ phía trước vọng nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ cuồng phong ập thẳng vào mặt, sau đó là toàn thân chấn động, mất đi chi giác, thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt với tốc độ kinh khủng trực tiếp đánh về phía trước. Với va chạm này, tinh không dường như cũng sụp đổ, phát ra âm thanh bang bang không dứt. Tuyệt đại bộ phận vây bắt Vương Lâm đều có tu vi vấn đỉnh đại viên mãn hoặc cảnh giới âm hư, người có tu vi dương thật không nhiều lắm, còn khuy niết kỳ tu sĩ thì lại rất ít. Trong số những người này, ai mà không may mắn thì bị Vọng Nguyệt đụng thẳng vào người, thân thể tan nát hóa thành một đoàn huyết nhục, còn nguyên thần cũng không thể thoát được, trực tiếp bị chấn nát. Trong khoảng thời gian ngắn, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục những tu sĩ bốn phía hoảng sợ chạy trốn cực nhanh đây tuyệt không phải là thứ mà chúng ta có thể kháng cự vì phần thưởng của diêu gia mà mất mạng quả không đáng thôi tên hứa mộc này không ngờ có thể mượn sức của thứ này nhân vật bập này quả không thể động tới thừa dịch hắn vẫn chưa chú ý đến mình ly khai sớm là tốt nhất lão tổ nói đúng đuổi giết tên hứa mộc này chỉ cho phép tu sĩ tu vi dưới cảnh giới âm hư tham dự dù sao tên hứa mộc này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ trong đầu một đám tu sĩ dâng lên đủ loại ý niệm nhanh chóng thối lui thân thể khổng lồ của vọng nguyệt hơi dừng lại cái mồm to của nó mở rộng ra như thể đem thân mình từ một phân thành hai một tiếng gầm giống bén nhọn từ trong miệng nó điên cuồng truyền ra thanh âm này quá mạnh mẽ hình thành một cỗ xuyên thấu lực khó có thể tưởng tượng được lấy thân mình của vọng nguyệt làm trung tâm điên cuồng hướng ra bên ngoài âm thanh băng 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 lại như vô số tiếng sấm đánh không ngừng nổ vang khắp nơi dưới âm thanh này những tu sĩ chưa kịp chạy ra xa lập tức có người nổ tung chấn nát cả thân thể và nguyên thần mang theo tiếng giống kịch liệt thân mình của vọng nguyệt du động trong tinh không vô số xúc tu cực dài của nó trở thành pháp bảo cường đại thường thường chỉ cần tu sĩ đụng phải nó sắc mặt lập tức tái nhợt nếu liên tục bị đánh trúng thì nguyên thần lập tức tiêu tan mà chết cảnh tượng này cực kỳ kinh người thân mình hình chứng không chút nào nhỏ hơn so với cả một tinh cầu lay động vô số xúc tu dài đến vạn trượng những tu sĩ xung quanh không quản là lùi lại bao xa nhưng cũng không có cách nào thuấn di mà đi được gần như có thể nhìn ra khuôn mặt của tất cả đám tu sĩ này đều tràn ngập vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Đây là một chàng đồ sát, một hồi diệt tuyệt tu sĩ của vọng nguyệt. Theo tức giận bùng nổ, những tu sĩ xung quanh chỉ hận tốc độ của mình quá chậm, sự hối hận vô cùng dâng lên trong lòng đám tu sĩ này. Những tu sĩ bên trong ngũ đại chủ tinh của La Thiên Bắc Vực lúc này đều từ tu chân tinh của mình bay ra, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ, đều mở ra trận pháp hộ tinh, không ai dám ra ngoài tương trợ. Âm thanh gầm giống qua đi, thân mình vọng nguyệt đột nhiên dừng lại, một tiếng gầm nhẹ từ bên trong cơ thể nó truyền ra chỉ thấy từng đạo ô quang lóe ra vô số quái thú có hình dáng như vọng nguyệt với kích thước nghìn trượng trăm trượng mấy chục trượng lớn nhỏ từ trong miệng nó lao ra với việc vọng nguyệt chủ thể có thể so với cả một tòa tinh cầu mà nói thì dù nhỏ hơn vô số lần so với nó trong mắt của đám tu sĩ này vẫn vô cùng khổng lồ theo những vọng nguyệt loại nhỏ xuất hiện chàng chém giết này đã đạt tới đỉnh vô số vọng nguyệt hướng về tu sĩ đang lui về bốn phía tam hướng cá nuốt những tộc nhân diêu ra bỏ chạy ngoại trừ vài người đã đạt tới khuy niết kỳ mới may mắn tránh thoát, còn lại đều toàn bộ tử vong. Người của những tu chân gia tộc trong La Thiên tinh vực đến trợ chiến, dưới lửa giận của Vọng Nguyệt đã chết đi hơn phân nửa. Toàn bộ tinh không đều tràn ngập một mùi máu tanh nồng đậm, chỉ có điều, lửa giận của Vọng Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, dưới sự di chuyển của thân mình khổng lồ, từng trận thanh âm ngôn ngữ phức tạp từ trong miệng nó truyền ra. Cảnh tượng này lập tức khiến cho những tu sĩ còn sống sót ở xung quanh gần như hồn bay phách lạc, bọn bọ khó có thể tưởng tượng ra được con mãnh thú khổng lồ này không ngờ còn có thần thông một khi nó thi triển thần thông thì sợ rằng hết thảy những tu sĩ xung quanh sẽ hoàn toàn bị diệt sạch vọng nguyệt thức tình đó là một hồi hạo kiếp ở giờ khác này trong la thiên bắc vực cách mười vạn dặm nơi vọng nguyệt tàn sát có ba người đang đứng bóng dáng của ba người này khá mơ hồ phảng phất như tuổi của ba người này khác nhau nhiều nhưng không có ngoại lệ đều lộ ra một cỗ khí tức đáng sợ viêm lôi tử rõ ràng ở trong ba người đó không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại đem bọn người kia dẫn tới bên cạnh nguyệt thú tuy nhiên nếu hắn không làm thế thì cũng không khiến ta nhìn chúng khóe miệng của viêm lôi tử lộ ra một nụ cười chậm rãi nói hai vị đạo hữu kế hoạch này lão phu đã sắp đặt rất nhiều năm nhìn chúng đầu người thú này lúc này đến đây đó là để cho các ngươi nhìn thấy thực lực của con nó hiện tại đã nhìn thấy đối với kế hoạch của lão phu còn có ý kiến gì không viêm lôi tử thu hồi ánh mắt cười nói viêm lôi tử kế hoạch của người rất điên cuồng một người đàn ông trung niên mặc hắc bào bên cạnh viêm lôi tử trên ngực có đồ án âm dương cao mày bình tĩnh nói nhưng hương Mũ thật ra cảm thấy kế hoạch này tuy có điên cuồng nhưng khi thành công lại có thể có thêm một thành chiến thắng người còn lại trong ba người là một lão già mặc hồng bào người này thoạt nhìn từ mi thiện mục nhưng trong mắt lại hiện lên hàn quang cũng làm cho người ta biết lão già này không phải là người lương thiện gì người đàn ông trung niên mặc hắc bào hư nhẹ một tiếng cũng không nói gì nữa đúng là điên cuồng nhưng lấy tu sĩ của la thiên tinh vực muốn khai chiến với liên minh tinh vực nếu không đủ thực lực thì căn bản là không có chút phần thắng nào tu sĩ của la thiên tinh vực những người trải qua sinh tử kiếp nạn quá ít, đây là điểm hạn chế của việc tu luyện trong gia tộc, ngược lại liên minh tinh vực, mặc dù là thầy trò trong cùng môn phái nhưng thường xuyên lục đục, hơi vô ý sẽ bị tính kế mà bảo mình. Một đám sinh tồn trong hoàn cảnh như thế, đều là cáo giả, hung ác, quyết đoán. Điểm này, các ngươi nhìn tên hứa mộc này, hẳn là so với lão phu còn rõ ràng hơn, nam tử mặc hắc bào lộ vẻ trầm tư, còn lão già mặc hồng bào bên cạnh hắn lại khẽ mỉm cười, nói, tên hứa mộc này quả không tồi. Rất thích hợp trở thành người của Đông Lâm Tinh Ta Lần này chúng ta cần 108 tiên Đều phải là những kẻ sát phạt quyết đoán Lấy bọn họ tiên phong mới khiến cho tất cả tu sĩ của La Thiên Tinh Vực tiến hành một hồi huyết tẩy Ánh mắt của viêm đôi tử bắn ra tinh quang, cười nói Như vậy xem ra vẫn là lão già huyết thần tử quyết đoán Vì khiến cho tộc nhân thích ứng với trận chiến với liên minh Tinh Vực mà không ngờ không tiếp kiện bảo bối kia Đổi lấy một lần huyết tẩy cho tộc nhân của gia tộc Lão già hồng màu nghe vậy mỉm cười huyết thần tử chẳng qua là muốn trong trận chiến với liên minh tinh vực đạt được càng nhiều chỗ tốt mà thôi mặc dù là ta cũng không nghĩ tới lão lại quyết đoán như thế kiện pháp bảo kia chỉ còn có tác dụng một lần không nghĩ tới còn không lưu lại cho chính mình viêm lôi tử lắc đầu ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng bên trong cũng lóe ra một tia bội phục